Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì shop Phạm Huấn lại về hàng ngập kho để gửi tới các bác đây. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái phích đun sôi này. Con này thì nó sẽ về có lô màu xanh, có lô màu xanh, lô màu sữa, lô màu đỏ nhá. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên theo lô thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, của nó sẽ là dung tích 3 lít cả vỏ và giá chỉ có 180.000 trong con phích đun sôi này thôi nhá. Nó sẽ là một phích và nó sẽ là dòng phích phích ấm siêu tốc như này. Thì bên em gọi nó sẽ là phích đun sôi nhá. Thì nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình nấu nước nấu nồi thì mình dùng trực tiếp này, mình đặt lên này. Đó, sau đó thì đặt lên là nó sẽ tự sôi và sôi xong nó sẽ tự ngắt. Thì các bác có thể để ủ liên tục như này, hoặc là nếu các bác không thích dùng liên quan đến điện thì các bác có thể để ra. Lúc nào cần dùng thì các bác cho vào hàng của thương hiệu Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là phích đun sôi, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Phích đun sôi này. Đó, phích đun sôi. Phích đun sôi 180k. Đó, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Con này của nó thì dung tích của nó sẽ là, các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác 180.000 thôi. Đấy, khi nào nước nguội thì các bác lại đặt vào. Đặt vào là nó sẽ tự sôi và sôi xong nó sẽ tự ngắt. Hàng của thương hiệu Cúc-cu nhá, Cúc-cu của Hàn Quốc. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Một con phích đun sôi như này giá chỉ có 180.000 thôi các bác này. Đấy, nắp xoáy lẫy như này. Xoáy lẫy này các bác sập vào này. Đấy, rất là ngon lành và chất lượng các bác nhá. Lên mã giúp cho là phích đun sôi nhá. Bên trong của nó thì bằng inox 304 như này. Đấy, bên ngoài thì nó cũng rất là chắc chắn luôn. Và nắp của nó sẽ là nắp gioăng lẫy này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là phích đun sôi. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, 1.300W, sử dụng điện 220V. Rồi, ok. Sản phẩm, bỏ cái bút mới. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng Hàn Quốc nhá. Đấy, hộp đấy. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Nếu các bác lấy cả hộp thì chỉ có 110.000 cho 3 cái thôi. 110.000 cho 3 chiếc như này. Đó. Cái nào? Lên mã giúp cho em đó là bàn chải Hàn nhá. Bàn chải Hàn này. Đó, bàn chải Hàn. Giá thì sẽ là 4 chiếc là bằng 20k nhá. 4 chiếc 20k, 10 chiếc thì sẽ là 40k. Và một hộp này của nó sẽ là 30 cái nhá. 30 cái thì giá sẽ là bằng 110k. 110.000. Đấy, bàn chải Hàn được làm từ sợi than tre hoạt tính, kháng khuẩn và chống nấm mốc cô nhá. Đấy, con này thì nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là tới 36.000 đây, hàng của Korea này, Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là đủ màu sắc khác nhau để cho trong gia đình nhà mình mỗi người một màu, tránh cái việc là trùng màu nhá, trùng lặp màu. Đó, được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Đây. Đấy, chất liệu của nó thì được làm từ than tre hoạt tính, hàng của Korea này, Korea của Hàn Quốc nhá, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Trong cái hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000. Riêng hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ có các bác là 20.000 4 chiếc nhá. 20.000 cho 4 cái. Và các bác lấy số lượng là từ 10 cái trở lên thì giá sẽ là 40.000, và lấy số lượng là 30 chiếc tức là một hộp này. Một hộp này thì giá chỉ còn cho các bác là 110.000 thôi. Hộp này là sẽ là 110k nhá. 110k cho 30 cái này. 30 cái một hộp sẽ là 110.000, 30 cái. 110.000 cho 30 cái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dầu gội đầu nhá. Dầu gội đầu Clear. Đó, thì bên shop có hai màu, màu màu trắng và màu xanh. Đấy, màu đều dùng cho nam cho nữ đều được cả nhá. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Và giá thì chỉ có 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng được sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever nhá. Hàng thì được sản xuất ở Thái Lan. Đấy, Bangkok các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái đây. Đấy, Thái Lan con này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ dầu gội đầu Clear như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một chai như này nhá. 80k cho một chai dầu gội đầu Clear như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu trắng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu xanh và màu trắng. Đấy, màu xanh thì nó sẽ là nhiều bạc hà hơn. Đấy, còn màu trắng này thì hương hoa anh đào, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nam nữ đều dùng được cả. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang tranh thủ gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Và con này thì dung tích của nó sẽ là 450ml các bác nhá, 450ml. Đấy. Thì giá của nó cũng khá là tốt cho các bác luôn, chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá, cốc tự khuấy. Giá thì chỉ có 90.000 cho một con cốc tự khuấy như này. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác sẵn pin như này nhá. Đấy, có sẵn pin và kèm cho các bác một cáp sạc.
kèm một cáp sạc đây, có cáp sạc về nhà các bác cắm ở cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đây, cắm ở cái chân sạc này nhá. Đó, kèm cáp sạc cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng hiện đại có sẵn pin về nhà các bác không cần phải dùng pin, đúng biết gì mà. Và bên trong này thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường nhá, và các bác chỉ bật lên là xong. Đó. Con này thì nó đang hết pin rồi. Con nào về hết pin thì các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, hàng lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Cho nên các bác yên tâm, còn hàng bên em vận chuyển từ nước ngoài về. Đấy, nhiều khi nó hết pin thì không tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, con kia nó đang bị hết pin các bác nhá. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em. Ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường đây. Con này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa ráy vệ sinh được, sau đó thì mình chỉ bỏ vào như này là nó sẽ hút vào tâm này. Đấy, và khi mà các bác cho nước vào là quấy là nó sẽ quay này, quay tít vào lò các bác này. Đấy, nó quay tít như này thì nó sẽ đảo cho các bác, nó tốt, rất là tốt luôn. Buổi sáng các bác uống cà phê sữa hoặc là cà phê đường, các bác chỉ cần là cho tí cà phê, cho đường vào đây hoặc cho sữa vào đây là các bác đảo này là xong. Đấy, rất là tiện, các bác không cần phải dùng đến xìa nữa. Dùng đến thìa thì nó sẽ bẩn mất vệ sinh. Đấy, các bác chỉ cần là nguấy đi thế là xong, cho vào nguấy đi là xong. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Đó, cốc tự khuấy này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khay, các bác lên mã giúp cho em, đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một khay và một cái một khay như này. Đấy, hàng bằng inox 304, mạ vàng 18 carat, siêu đẹp luôn. Một khay và một cái đĩa nhựa như này nhá, để khi các bác cho vào đây này. Đấy, thì mình úp cốc, úp chén vào thì nó sẽ ăn nước, còn nước dư thì nó sẽ đọng ở đây, nó rất là sạch sẽ. Đấy, không bị bẩn thỉu, không bị dây nước ra ngoài nhá, và rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là từ 12 đến 14 cm. Nó rất là cao thì các bác úp những cái cốc dài thoải mái, không sợ bị nó lật ngửa nhá. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc. Đấy, khay úp cốc. Giá thì rất tốt cho bác luôn, chỉ có 70k thôi. 70k cho một con khay úp cốc như này các bác này. Giá rất đẹp các bạn. Giá này là giá rất yêu thương cho các bác rồi. Chỉ có 70.000 cho một khay úp cốc như này thôi. Hàng bằng inox 304, mạ vàng nhá. Mạ vàng 18 carat. Siêu đẹp, siêu sáng bóng luôn. Các bác có thể để trong cái gian bếp nhà mình, hoặc là để trên bàn uống nước cũng rất là lịch sự, hoặc bàn ăn, nói chung là các bác để đâu cũng được. Rất là lịch sự, rất đẹp và trang nhã, và cái giá rất hợp lý cho bác nhá. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 cho một em khay úp cốc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Nó sẽ là một cái bộ nồi chồng vào nhau như này, và nó sẽ có 5 món, kích thước của nó sẽ là 24, 22, 20, 18 và 16 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 món nhá. Lên cho em là bộ nồi 5 món. Bộ này thì nó độ dày của nó thì vừa phải thôi các bác nhá, vừa phải thôi. Đấy, nó không quá là dày đâu. Đấy, các bác lưu ý là độ dày của nó vừa phải nhá. Đấy, nhưng mà ưu điểm của nó thì nó sẽ có 5 cái nồi liền các bác này. 5 cái nồi liền như này. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món, giá thì sẽ là 140.000. Đấy, 5 cái nồi như này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt gia đình, như là chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là nhà các bác làm nem, làm nộm, làm nồi lẩu, nồi liếc thì rất là tiện, rất tuyệt vời luôn. Đấy. Hàng thì khi mà vận chuyển nó có cái dấu hiệu mà hơi bị co bóp như này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì hàng nó vận chuyển từ nước ngoài về, và cái này cái giá nó là hợp lý rồi. Đấy, tiền nào của đấy, cho nên là các bác mua các bác cũng hài lòng thôi. Chứ nếu mà giờ các bác mà ý kiến bảo là bẹp như này tôi không lấy thì bên em cũng không có hàng để gửi đâu. Đấy, quay như nào, hàng quay nào em gửi đi như thế nhá. Đây, ví dụ có những chiếc nó hơi bị móp nhẹ như này thì khi vận chuyển về thì nó không thể tránh khỏi được. Quan trọng là nó cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn. Và quan trọng nữa là các bác bỏ ra có 140.000 thôi mà mình nhận về tới 5 cái nồi thì cũng đừng ý kiến làm gì các bác nhá. Đấy, 140.000 mà tới 5 cái nồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là con to nhất sẽ là 24 cm nhé, 24 cm. Đấy, con này sẽ là 24 cm này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, có lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi 5 món này, nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140 cành cho một cái bộ nồi 5 món như này. Bộ nồi 5 món 140.000. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là con to nhất là 24 cm này. Đấy, sau đó đến con thứ hai là con này sẽ là 22 cm này. Đấy, tiếp theo nữa đến con thứ ba thì con này sẽ là 20 cm này. Đấy, tiếp theo nữa là con 16 cm và con 14 cm. Đấy, như vậy là nó sẽ bỏ úp vào nhau được hết như này, rất là gọn luôn. Khi các bác có thể là không dùng nữa thì mình cất đi thì nó rất là gọn đây. Đấy, nắp nhiếc mình trồng vào nhau này rất là gọn luôn. Đấy, nó sẽ thành một cái bộ nồi như này. Lên trên là bộ nồi 5 món. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 trong cái bộ nồi 5 món như này thôi. Kích thước của nó thì rất là tiện dụng rồi và rất hợp lý nhá, 24 đến 16 nhá, 24 đến 16, rất tiện dụng và khá hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái tăng đơ cắt tóc nhá. Con này thì nó sẽ lên cho em là tăng đơ hộp nhá.
Hàng này thì của nó sẽ là một cái hàng cực kỳ cao cấp và xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Italia, Úc này, rồi Ấn Độ, New Zealand, đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 100.000 nhưng có tăng đơ hộp như này thôi. Đó, ở đây thì nó sẽ là một cái tăng đơ, chất liệu của nó là bằng đồng như này, chất liệu bằng đồng rất là đẹp này. Đấy, hình của nó thì nó sẽ là hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Và ở đây thì các về nhà các bác lắp pin mà cho em. Lưu ý là lắp pin đúng chiều nhá, sai chiều thì các bác đảo lại cho em, không có hề hấn gì cả. Sai chiều thì đảo lại, đơn giản vậy thôi. Đó, đây. Tăng đơ thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Con này thì các bác có thể dùng để cắt tóc chấn viêm này, đặc biệt là các bác dùng cho người già trẻ em thì rất là an toàn luôn nhá, nó không bị ăn da nhá. Đây, đây em sử dụng cho bác xem này, máy đang chạy này, em ngoáy vào da này, các bác thấy không? Đấy, không có hề hấn gì nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ hộp nhá. Kèm thêm cho các bác là một đốc sạc này, một bộ cữ này, một chổi và một cái lọ dầu tra này, nói chung là đầy đủ chọn bộ tăng đơ này. Có cái tăng đơ này là về các bác cắt tóc cho em bé nhà mình thoải mái rồi, không lo bị phải ra cửa hàng cắt, mất công, mất thời gian, mất thêm tiền, lại phải chờ đợi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp giá của nó sẽ là tông đơ hộp này. Đó. Tăng đơ hộp nhá, nó đựng trong một cái hộp này, lên cho em là tăng đơ hộp giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho một em tăng đơ hộp như này. Hàng cực VIP luôn và xuất đi khá là nhiều nước nhá, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và giá cũng rất hợp lý, chỉ có 100k thôi. Lên cho em là tăng đơ hộp. Đây các bạn này. Đấy, cắt rất ngon luôn đó nhá. Thì 9k có được 100.000 nhá. Thì các bạn nhá. Tông khá ngon, bên chuyên cắt tóc cho trẻ con. Cắt tóc trẻ con người già ok hết các bạn này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Cứ này là mình đẩy đi thôi, rất là an toàn luôn. Đấy, không sợ bị ăn da, bị thế này thế nọ nữa. Người già trẻ con các bác sử dụng được hết nhá. Cứ này cạo đi là xong. Đó, các bác dùng cho người già trẻ em đều được hết. Đấy. Nó không bị ăn da nên là cắt cho trẻ em thoải mái luôn nhé. Rất là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhé. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ hộp, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Con này thì nó rất là tiện dụng, nó sẽ là một cái dòng củ sạc có dây dài khoảng 1m/1m nhá. Đấy, hàng của iPhone 13 Pro Max này. Hàng iPhone 13 Pro Max. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng của iPhone thì nó sẽ có hai chân Type C và hai chân USB nhá. Hai chân Type C và hai chân USB. Đấy, dây dài khoảng trên 1m, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con củ sạc đa năng nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sạc nhanh của iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con sạc nhanh iPhone như này. Sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây nhá. Một củ sạc và một dây như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho một cái bộ sạc như này, sẽ bao gồm cho các bác là một đốc sạc này, hàng của iPhone này. Đó, và kèm thêm một dây như này nhá, một cáp một dây như này, một cáp một đốc sạc như này. Và giá sẽ là 60.000 nhá. Giá khá là tốt cho bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, của iPhone 14 Pro Max này, iPhone 14 Pro Max nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000 nhá. Sạc nhanh iPhone 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 100 chiếc và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một hộp 100 cái như này các bác này. 25.000 cho hộp 100 cái như này. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu mềm và rất là bền bỉ nhá, rất là bền bỉ luôn. Đấy, thì đeo vào rất là ngon này. Thứ nhất là nó ôm tay này, sạch sẽ các này. Thì các bác có thể dùng để mình bóp thực phẩm, bóp thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, hoặc là các bác có thể làm nghề làm thợ mà cần đến cái độ không bị dính bẩn tay, hoặc là các bác bán xôi, bán chè, hoặc là làm thợ nhuộm, thợ nhiếc đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k. Đó, lên cho em là găng tay thức ăn này. Đó, găng tay thức ăn nhá. Đấy, lên cho em là găng tay thức ăn, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch như này, bao gồm cho bác là 100 cái nhá. 100 cái luôn. Đó, găng tay thức ăn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái đũa các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Thì con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ nhá. Đấy, một hộp này của nó thì 5 đôi. Con này bên shop đang bán là 70.000. Lô này thì hàng về giá sẽ cập nhật giá tốt hơn cho các bác một chút luôn. Đó, nó sẽ là 60k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 5 đôi đũa sứ. Hàng cực kỳ đẹp, sáng bóng, sạch sẽ và chất lượng cho các bác này. Con này thì miễn chê luôn, dùng một phát là khô luôn nhá. Đấy, rất là khô và sạch sẽ nhá. Các bác dùng để rửa giấy thì nó nhanh khô và rất là sạch sẽ. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn.
lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá, một hộp bao gồm cho các bác là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp đũa sứ như này. Đó, hộp 5 đôi, kích thước đũa vừa phải, rất là hợp lý để cho các bác sử dụng đấy, trong các cái công việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày các bác nhá. Đấy, đặc biệt là con này thì nó rất là sạch sẽ, đũa sứ này thì nó siêu sạch để các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đó, đũa sứ này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một hộp 5 đôi nhá. Hộp 5 đôi. Đó, một hộp 5 đôi. Lên theo là đũa sứ nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con thước như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, để chỉ việc sử dụng thôi các bác nhá. Đây, on up bật tắt này, sau đó thì các bác dùng này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là đo in này, rồi đo các kiểu con là điểu luôn, thì các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Bật lên này. Đấy, đo như này các bác này, rất là tiện luôn. Thì con này nó sẽ có là đo vành bên trong này, đo đường kính bên ngoài này và đo chiều sâu nhá. Cái này là đo chiều sâu nhá. Lên cho em là thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì nó được làm từ sợi carbon chứ không phải là làm bằng thép đâu nhá. Đấy, nó sẽ là một cái loại thước được làm từ sợi carbon bình thường thôi. Đấy, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý rồi. Chỉ có 100.000 cho con thước kẹp gem điện tử như này thôi. Các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử nhá. Kẹp gem điện tử này. Đó. Kẹp gem điện tử, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy, nó chạy bằng pin và nó được làm từ sợi carbon nhá, sợi carbon. Nó không phải là bằng thép nhá. Nó sẽ là bằng sợi carbon nhựa thôi. Đó, và giá sẽ là 100k. Rồi, ok. Hello các bác nha, mời các bác uống nước cam nhá. Hôm nay thì em sẽ quay test cho các bác cái con máy vắt cam bên em, cũng như là cái vắt cam bằng tay luôn, thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái máy như này. Đấy, hàng của thương hiệu Socani các bác nhá, Socani. Hàng thì sử dụng điện 220V nên rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là làm các cái phần như sau này. Một cái nắp đậy này. Đấy, một cái nắp đậy này. Một cái khay như này. Cái khay như này thì các bác vắt trực tiếp vào đây cho em. Đấy, giờ em sẽ vắt trực tiếp vào đây để uống luôn các bác nhá. Đấy, đây. Thì các bác lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây nó sẽ có cái lẫy để các bác lắp, nó sẽ sập xuống này. Cắm điện trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Và các bác chỉ cần đặt cái khay này lên này. Đấy, là mình nhấp là nó sẽ xoay này. Con này thì nó các bác cứ nhấp này nó sẽ xoay nhá. Đây. Đấy, nhấp này nó xoay là nó sẽ vắt ra này. Đấy, coi theo. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, nước đang chảy ra này. Rất là tiện luôn. Con này thì nó có cả đảo chiều luôn nhá. Đấy, có cả đảo chiều cho các bác luôn, nó rất là tiện. Đấy, thì là mình cứ nhấp này bỏ ra là 1-2 nhịp thì nó sẽ lại đảo chiều lại, thì các bác nó vắt cái quả cam nó sẽ kiệt hơn. Đó, vắt nó sẽ kiệt hơn nhá. Thì nó rất là tiện các bác này. Đó, vắt ra gần như là kiệt hết nước luôn. Tùy theo lực ép của tay nhá, các bác ép càng mạnh thì cái lực vắt của nó càng nhanh. Nhưng mà cũng không cần ép mạnh các bạn, mình cứ ép từ từ thôi thì nó sẽ ra được hết nước và cái bã của nó không bị quấn ra nhá, thì cái nước nó sẽ ra, nó sẽ kiệt nước hơn. Đấy, chứ nếu các bác vắt mạnh quá thì nó tác động lực thì cái sơ nó lại ra nhiều mà cái nước nó cũng không, cái nước nó lại không ra được mà cái sơ nó lại chảy nhiều ra đây thì nó không tốt các bác nhá. Đó, thì đây. Các bác cứ vắt như này cho em là ok nhá. Đấy, vắt này cho em là ok. Đó, rất là ngon luôn nhá. Thì một con máy vắt cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Con này thì rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái công việc sử dụng thực phẩm đồ uống ở trong gia đình nhà mình nhá. Thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Vắt một quả cam thì các bác chỉ cần mất vào khoảng 30 giây thôi là xong rồi. Đấy, đây thì em đã vắt tiếp cho các bác thêm một quả nữa luôn này. Đó, thì các bác chỉ cần vắt như này thôi. Đó, thì ví dụ như là đi làm về nóng bức này, hoặc là các bác giải khát uống nước cam này thì nó rất là tốt. Đấy, bổ sung cho các bác thêm vitamin C rồi các cái loại khoáng chất khác rất là cần thiết nhé. Nó sẽ đảo chiều nhé. Đấy, nó sẽ đảo chiều này, nó rất là tiện này. Thì các bác có thể sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là một cái khay như này. Các bác tháo ra nó sẽ là một cái khay như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là cái khay lọc này. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra như này là mình có thể cho đá vào đây uống trực tiếp này. Đấy, các bác có thể cho đá uống trực tiếp hoặc là các bác có thể rót ra ly. Bác nào lịch sự thì rót ra ly. Đấy, còn không thì mình để này uống trực tiếp được. Và mình chỉ cần vệ sinh hai cái phần này thôi. Vệ sinh cái khay vắt này và cái khay đựng này thôi. Còn cái thân máy của nó thì nó nguyên bản như này rồi. Các bác không cần phải vệ sinh trước gì cả nhá. Đấy. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy như này. Không dùng nữa thì mình đậy nắp lại nhá. Rất là vệ sinh và sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là máy vắt cam này. Máy vắt cam. Bỏ anh cái ghế Phương.
Máy vắt cam giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k cho con máy vắt cam như này. Và ngoài ra thì bên shop có cả cái con vắt bằng tay đấy nhá, vắt bằng tay như này. Đấy thì các bác có thể dùng để vắt bằng tay cũng được. Con vắt bằng tay này thì nó cũng rất là tiện. Con vắt cam bằng tay này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Con này thì rất là tiện đi luôn, các bác cũng rất là đơn giản. Đây em cũng nhân tiện có cam ở đây thì em cũng thao tác cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là đặt cái khay này vào đây này. Đấy, đặt khay này vào đây sau đó thì mình vắt bằng tay thì mình cứ nhấn đều này mình vắt thôi này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác. Con này thì bắt buộc các bác phải xoay thủ công bằng tay như này thôi. Tay ta xoay thủ công như này thôi các bác nhá. Đấy. Tay ta xoay thủ công như này thôi tại vì là khi mà con kia thì nó sẽ tự xoay cái trục, còn cái này thì mình xoay bằng tay như này. Đấy, xoay bằng tay như này thì con này nó cũng rất là tiện. Ví dụ các bác cứ xoay hết như này thì cái hạt của nó sẽ đọng ở trong trên cái khay này. Hạt và những cái sơ thì nó sẽ đọng ở khay này nhá. Đấy, cái này thì các bác xoay thủ công thì bác nào tay khỏe thì có thể xoay. Còn bác nào tay yếu thì có thể mua cái máy. Còn cái tay cái xoay thủ công này thì nó cũng rất là tiện. Đấy, đây. Khi mình xoay thì cái nước cam này nó sẽ lọt xuống cái khay này. Đấy, nó sẽ lọt hết xuống cái khay này các bác nhá. Đó, lọt hết xuống đây. Thì nước cam nó sẽ lọt xuống đây thì các bác có thể là cho đá vào đây, cho đường vào đây uống trực tiếp, hoặc là các bác cũng có thể chiết ra được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. Đó, nó cũng rất là tiện nhá. Đây. Con này thì vắt bằng tay này, nói chung là cái vắt cam này thì rất là tiện rồi. Nhà nào cũng sử dụng thì các bác biết rồi và cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đấy, có hai loại, một vắt bằng cam bằng tay, vắt bằng máy nhá. Thì con vắt bằng tay này thì sẽ là 50k nhá. Đấy. Vắt bằng tay này, vắt bằng tay là sẽ là 50k. Còn con bằng máy thì sẽ là 190.000 tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái
đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn, hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này, đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá, nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy, kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy, con 5 lít, đây, hàng của Đức cơ này, đấy, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây, đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi. Chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để trân trọng gửi tới các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu đồng hồ của Rolex này, đồng hồ Rolex. Con này thì nó sẽ là mặt vàng, dây vàng rất là đẹp luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 300.000 cho một con đồng hồ Rolex này thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá, giá sẽ là 300.000. Đấy, về nhà thì nó có một cái lẫy cản pin ở đây. Đấy, các bác tháo cái lẫy này ra cho em này, sau đó thì mình nhấp cái này vào là đồng hồ chạy bình thường này. Đấy, lịch liếc ngon lành, đồng hồ chạy bình thường nhá, bảo hành lỗi một đổi một cho các bác trong vòng 10 ngày nhá. Đó, lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Rolex đính đá cực kỳ là đẹp luôn và giá chỉ có 300k thôi, 300k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Bỏ cho anh kia quyển bên này. Đây. Quyển sách. Đấy, lên chị em đây. Đồng hồ Rolex nhá. Lên cho em là đồng hồ Rolex, giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex này. Đấy. Hết bố nó rồi còn đâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đó, đồng hồ Rolex này, Rolex. Giá của nó sẽ là 300k nhá và bao ship tận nhà cho bác luôn. 300.000 cho một con đồng hồ bao ship tận nhà. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ Rolex các bác này. Đó, mặt vàng, đính đá cực đẹp luôn. Con này các bác đeo thì nâng được cái giá trị chân tiền luôn nhá. Đấy, tem 7 màu chống hàng giả này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái một cái đồng hồ hàng của thương hiệu Casio nhá, Casio. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, hàng Casio của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. Con này thì ưu điểm của nó là nhỏ gọn và nó sẽ có cho các bác là hai cái chức năng nhá, vừa là điện tử vừa là ấy luôn. Đây, dây của nó sẽ là dạng dây bạc như này. Con này thì rất là nhỏ gọn tinh tế thôi, rất nhỏ gọn tinh tế nhá. Nó sẽ có cho các bác là vừa là mặt
vừa là đồng hồ điện tử này. Đấy, vừa là đồng hồ số luôn nhá. Và nó có rất là nhiều nút như này. Về nhà các bác tự điều chỉnh giúp cho em. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Con này thì rất là hay luôn và cái giá thì rất là hợp lý và nhỏ gọn nhá. Đó. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Casio này, nội địa của Nhật nhá, made in Japan nhá. Đó. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng thương hiệu Casio nội địa của Nhật đây. Đó. Made in Japan nhá. Chữ khắc trực tiếp trên thân đồng hồ luôn. Và nó sẽ có cho các bác là 3 nút bấm như này để các bác có thể điều khiển nhá. Chỉnh giờ này rồi điều khiển các cái chức năng cho em. Đấy, Japan các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Casio như này, giá chỉ có 195.000 thôi. 195.000 cho một con đồng hồ như này nhá. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Con này thì các bác chỉ cần là điều chỉnh cái nấc này ở đây cho em này. Đấy, nâng cái lẫy này lên, sau đó thì các bác điều chỉnh theo cữ tay thôi. Các bác không cần phải đi cắt dây cắt dợ lằng ngoằng. Đấy, các bác chỉ cần điều chỉnh cái cữ tay như này. Sau đó thì các bác lần cái khóa này vào cho em là xong. Đó, sau đó thì sập cái khóa này vào này, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là đẹp con này. Đấy, đeo lên tay nhỏ xinh này, khẳng định đẳng cấp thương hiệu này. Đó, đấy em đeo lên này nó rước cái chân kính lên bao nhiêu luôn các bác nhá. Rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Casio như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Casio nhá. Giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 195.000. 195.000 các bác nhá. Đấy, 195.000 cho một con đồng hồ Casio như này. Lên mã cho em là đồng hồ Casio, giá sẽ là 195k. Đó, đồng hồ này Casio nhá. Casio giá sẽ là 195k. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, cầm nhanh kéo gà bé nào. Bên shop về cho bác hai cái mã kéo gà nhá. Đấy, một loại là của Nhật và một loại là của Đức nhá. Đó, thì hàng của Nhật thì nó sẽ là mẫu kéo gà to. Đấy, hàng của Nhật này thì mẫu kéo gà to này. Con của Nhật này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, Japan này, hàng của Nhật đây. Đó, và rất chất lượng cho bác luôn, Japan thép SK5 nhá. Tất cả các chức năng của những con này thì đều là cắt gà, cắt cá này, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy. Thì con to của Nhật này là 130 và con của Đức này thì giá sẽ là 90.000 này. Con của Đức này thì sẽ nhỏ hơn một chút này. Độ sắc bén thì như nhau nhưng mà nó to hơn và nó dày mình hơn. Đấy, to hơn dày mình hơn thì các bác có thể cắt được những con gà, con vịt to hơn và dùng nó chắc tay hơn. Đấy, thì cái con của Đức này thì giá sẽ là 90.000 đây. Hàng made in Germany các bác này, made in Germany, hàng của Đức nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, 90k trong con kéo cắt gà Đức như này. Lên mã cho em là kéo cắt gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con kéo cắt gà Đức như này. Còn con Nhật này thì nó sẽ là 130.000. Đấy, Japan này. Con này sẽ là 130.000. Chức năng của các cái những con kéo này thì đều như nhau nhá. Đấy, có cái phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ hai là các bác có thể dùng để mình đánh vẩy cá này. Đấy, làm cá này các bác cho vào lòng như này để làm cá, lọc cá này, đánh vẩy cá này. Và có cái phần này để kẹp cua ghẹ nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là kéo gà Đức này. Đấy, gà Đức thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con kéo gà Đức nhá. Đấy, đây. Con nhỏ này thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo gà Đức giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì con to này là gà Nhật này. Đấy, lên cho em là gà Nhật nhá. Đấy, lên cho em là gà Nhật, giá của nó sẽ là 130k. Gà Nhật 130.000 đây. Con to này sẽ là con của Nhật này, sẽ là 130.000 nhá. Gà Nhật 130.000. Thì có hai dòng kéo gà Đức, kéo gà Nhật, các bác lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt bạc nhá. Các bác lên cho em là chặt bạc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 155.000. Con này thì nó nặng, cũng nặng xấp xỉ vào khoảng 1 cân nhá. 155.000 cho một con dao chặt bạc như này. Hàng thì nó sẽ là thép carbon này. Đó, sợi thép carbon không gỉ nhá. Đó, đây. Hàng thép carbon không gỉ như này và hàng made in Japan đây, made in Japan, thép carbon không gỉ. Thì cân nặng của nó cũng vào khoảng là xấp xỉ 1 cân. Đấy, cân nặng xấp xỉ 1 cân, chặt thì cực kỳ làm tay luôn, thép trắng, thép carbon không gỉ nhá và rất là bén các bác nhá, rất là bén luôn. Đấy, con này cầm cực kỳ làm tay, cán liền như này. Đấy, các bác có thể chặt gà, chặt vịt, chặt xương trâu, xương bò thoải mái luôn. Đấy, nặng khoảng gần 1 cân nhá, nặng gần 1 cân và chiều dày của nó thì khoảng 1 ly rưỡi nhá. Đấy, khoảng 1 ly rưỡi. Nói chung là dùng con này thì miễn chê rồi. Rất đẹp, rất chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chặt bạc này, đó. Chặt bạc giá của nó sẽ là 155k nhá, 155k cho một con dao chặt bạc như này. Đấy, xin lỗi các bác là nhầm giá nhá, lên cho em là chặt bạc giá sẽ là 165k nhá, 165.000 cho con dao chặt bạc như này. Đấy, lên cho em là dao chặt bạc giá sẽ là 165k nhá. Đấy, em nhầm giá, xin lỗi các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít V15 nhá. Các bác lên cho em là V15 thì đây nó sẽ là một con tô vít như này. Hàng nội địa của Nhật này, giá thì sẽ là 150.000 cho một con vít như này. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 14 đầu vít này. Có cho các bác là 14 đầu vít thì tùy theo các bác lựa chọn này, sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đấy, con này thì có thể xoay 360 độ này,
xoáy nhanh đảo chiều nhá, đảo chiều sang phải trái, đảo chiều sang phải được luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho một con vít V15 như này. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Đó, xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Trong này thì nó sẽ có cho các bác là 14 đầu vít khác nhau. 14 đầu vít khác nhau nhá. Thì các bác có thể tùy ý mình sử dụng, nó rất là tiện. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc các bác sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok luôn. Nên mã giúp cho là vít V15 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em đó là V15 nhá. V15. Giá sẽ là 150k ở đây thì nó sẽ có các cái đầu vít như này các bác này. PH1, PH2 rồi lung tung đùng phèng các bác luôn nhá. U6, H5 rồi. Đầy đủ các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cà lê 8 đầu bạc nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Ramashiro này, Ramashiro, hàng của Nhật nhá. Lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, hàng của thương hiệu Ramashiro Kenshi này. Đấy. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng nội địa của Nhật đây, Ramashiro các bác này. Đó. Và con này thì nó sẽ là 8 đầu nhá. Sẽ có cho các bác là 8 đầu thì sẽ bao gồm cho các bác là 8 10 12 13 này. Đấy, đây sẽ là 8 10 12 13 là bên đầu nhỏ này. Còn bên đầu to này thì sẽ là 10 14 17 19 21 14 17 19 21 nhá. Lên mã giúp cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. Cà lê 8 đầu bạc. Đấy, 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là cà lê này. Cà lê 8 đầu này. Đấy, 8 đầu màu bạc nhá, 8 đầu bạc. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000 cho con cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cà lê 8 đầu đỏ nhá, nó sẽ là có màu đỏ như này. Đấy, hai con thì nó sẽ là tương đối như nhau thôi. Nó chỉ khác nhau về chất lượng thôi, đều là hàng của Nhật hết nhá. Con bạc này thì chất lượng tốt hơn thì giá của nó sẽ là 130, còn con đỏ này thì giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc này, con này 130 này. Còn con này thì các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, 8 đầu đỏ này. Đó. 8 đầu đỏ, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k thì em cà lê 8 đầu đỏ như này. Có màu đỏ, có màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy, tiền nó sẽ lệch nhau một chút. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là cái khay chữ Nhật nhá, khay chữ Nhật. Con này của nó thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá, su 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và con này thì kích thước của nó chỉ nhỏ thôi các bác nhá, không đến lúc về các bác nhận hàng các bác sao bảo sao lại bé thế nhá. Đấy thì con này thì cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 12 cm và chiều rộng của nó thì khoảng từ 8 đến 10 cm nhá. Đấy. Và con này thì cái dung tích của nó thì khoảng từ 3 đến 400 ml thôi. 3 đến 400 ml thôi các bác nhá. Đó thì các bác lưu ý cho em. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có một cái nắp như này. Có một cái nắp như này các bác này. Đấy, hàng bằng inox 304 nhá, su 304 đây, cực kỳ dày dẫn, sáng bóng và đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là khay chữ Nhật nhá, giá chỉ có 30.000 thôi. Lên cho em là khay chữ Nhật này, khay chữ Nhật, nó hình chữ Nhật mà, lên cho em là khay chữ Nhật luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30.000 cho một khay chữ Nhật như này. Kích thước của nó thì chiều dài vào khoảng là 12 cm và chiều ngang thì vào khoảng là 10 cm nhá, 10 cm. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một con khay chữ Nhật như này nhá. Bên em là khay chữ Nhật này, giá sẽ là 30.000 một chiếc. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ năm đĩa nhá, bộ năm đĩa như này. Đấy, cái bộ này thì rất là đẹp luôn, năm đĩa hàng thương hiệu Willing của Đức, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Combo cho các bác là năm cái đĩa đẹp tuyệt vời ông mặt trời mà giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000, không thể tin nổi luôn các nhá. Đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Bao gồm nó sẽ là con nhỏ nhất thì con to nhất thì nó sẽ là vào khoảng là 24 cm nhá. Đấy, to nhất thì sẽ là 24 cm. Và nhỏ dần đến con này thì nó vào khoảng là 12 cm. Đấy, 24, 22 này, 20 này, 16 này, nó vào khoảng là 14 cm. Đấy, 16 đến 14 cm nhá. Đây, đấy sẽ là một cái bộ khay đẹp như này, hàng thương hiệu Willing của Đức. Giá chỉ có 120.000 thôi. Lên xem là bộ 5 khay tròn nhá. Đấy. Bộ 5 khay tròn này. Đấy. 5 khay tròn, giá của nó sẽ là bộ 5 khay tròn, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái bộ 5 khay tròn như này. Bộ 5 khay tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn, chứ nó các bác nhầm. Bộ 5 đĩa này. Đấy, bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn như này. Bao gồm cho bác 5 cái đĩa này. 24 này, 22 này, 20 này, 16 này và 18 này. Đấy, tầm khoảng đấy các bác nhá. Đó, hoặc nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng em nhớ thì con to này khoảng 24 và con nhỏ này thì khoảng 12 gì đấy. Đấy thì nó sẽ lệch nhau là từ khoảng
24 này, 20 này, 24 này, 22 này, 20, 16 và 14 gì đấy các bác nhá. Đấy, nôm na nó như vậy. Bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Đó, 5 đĩa mà giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con hạc đồng này. Các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Về nhà thì các bác có thể dùng để mình đốt hương các thứ này. Đốt hương, đốt trầm ở đây cũng rất là tuyệt. Các bác có hương trầm thì mình cho vào đây mình đốt này. Hoặc là các bác dùng để trang trí trên bàn thờ nhá. Con này thì nó sẽ là kích thước siêu nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bác nhá. Trong lòng bàn tay để các bác cảm nhận được cái độ to nhỏ của nó này. Trong lòng bàn tay như này, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Lên mã giúp cho em là hạc đồng này, giá của nó sẽ là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một em hạc đồng như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con gà tàn này. Đấy, gà tàn thì các bác lên cho em là gà tàn, con gà trống nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em gà trống như này các bác này. 150k nhá các bác nhá. 150.000 thôi cho em gà tàn, gà trống như này. Chất liệu hợp kim mạ đồng mà có khoảng từ 20% đồng phủ bên ngoài. Bền màu nhá. Màu này của nó em bảo hành cho bác 5-10 năm luôn. Lúc nào màu nó cũng như này, không bị xỉn màu, không bị bong chốc gì nhá. Đó, nó sẽ là dạng hợp kim mạ đồng, đánh rơi đập phá thoải mái luôn. Giá này chỉ có 150.000 thôi. Lên mã cho em là con gà, gà tàn 150.000 nhá. Đấy, tiếp theo thì sẽ có con ngựa gà tàn này. Đấy, con ngựa thì các bác lên cho em là con ngựa nhỏ nhá. Con ngựa nhỏ này, ngựa gà tàn nhỏ. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000. Còn bên shop có con như ngựa gà tàn to thì con đấy của nó sẽ là 260.000 cơ. Còn con này thì có 150.000 thôi. Đó, rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không tránh nhắn tin tránh việc chụp đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt cành đúc nhá. Kéo cắt cành đúc. Con này thì hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác một con kéo cắt cành đúc như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Độ mới của nó thì còn khoảng 98%, gần như là mới luôn, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, made in Japan nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Cái phần lò xo này của nó thì lò xo chữ V, thì các bác chỉ cần một cái thanh thép cứng là các bác có thể chế được cái lò xo này rồi. Nếu như bị mất hoặc bị gãy thì rất là dễ dàng thôi. Và con này thì nó cũng bền vĩnh cửu luôn, gần như là không có gì lỗi lầm để hỏng các bác nhá. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Cắt cành, cắt cây này rồi các bác tỉa cành, tỉa cây rất là tuyệt vời luôn. Nó đúc liền thân như này thì rất là mềm mượt và chắc chắn nhá. Mềm mượt chắc chắn và độ sắc bén của nó khỏi phải bàn rồi. Chữ triện của Nhật đấy các bác này. Đấy, chữ triện của Nhật nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt cành như này, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, hàng đúc liền thân như này. Giá sẽ là 130k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc 130.000. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, cầm cho anh ấy kéo 20 ra đây. Lên cho em là kéo cành đúc này. Kéo cành đúc này. Kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em kéo cành đúc như này. Đấy, kéo cành đúc, hoặc là lên cho em là kéo cành đúc đen cũng được, nó màu đen xì như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo tỉa thì bên em có hai mẫu nhá, hai mẫu như này. Đấy, đều là hàng nội địa của Nhật hết, made in Japan các nhá, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và cái giá thì bên shop cũng thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, thì cái con tỉa 20 này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con tỉa 20 như này. Và con này là con đen, này là con tỉa 25 nhá. Đấy, thì con này chiều dài của nó là 20cm và con này chiều dài là 25cm. Đó, thì con này các bác lên cho em là tỉa 20. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k nhá. Các bác lên cho em là tỉa 20 này. Đó. Lên mã giúp cho em là tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là tỉa 25 nhá. Tỉa 25. Đó. Nó dài là 25 cho nên em tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái mã tỉa 25 như này. Giá của nó 60.000. Con này thì các bác dùng để tỉa cây tỉa cành rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Con màu đỏ này thì là tỉa 20 thì cái lò xo của nó sẽ là thuộc dạng lò xo này, rất là ngon lành luôn các bác này, rất là tuyệt vời luôn. Các bác dùng để cắt cây tỉa răm tỉa cành thì rất tuyệt vời này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là lò xo chữ V nhá, lò xo chữ V cũng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60.000 cho con tỉa 25 như này. Đấy, còn con này các bác lên cho em là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái kéo cành cam nhá. Đấy, cán nó sẽ là màu cam như này.
Đấy, cán nó sẽ là màu cam nhá. Đấy thì có lô là nó sẽ ốp nhựa màu cam, có lô thì nó không ốp nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Con này made in Japan. Con này thì bên shop vẫn lên tên của nó là kéo cành cam rồi, và cái lẫy này của nó sẽ là thuộc dạng lẫy đẩy này con nhá. Đấy. Lẫy đẩy này, đấy rất là ngon luôn. Thép SK5 không gỉ, hàng made in Japan. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá, 70k cho một con kéo cành cam như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa này, được tặng thêm một cái lò xo này nữa. Đấy, như vậy là các bác sẽ có hai cái lò xo để mình thay thế nhau. Và khi các bác không dùng nữa mình đẩy cái lẫy nó vào cho em. Đấy, hàng tất cả thân cán này đều bằng hợp kim hết nhá. Đều bằng hợp kim hết. Thép SK5 không gỉ này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, và cái giá thì bên shop bao thị trường cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 70k. 70.000 cho một con kéo cành cam như này thôi các bác này, 70.000. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k. Đó, kéo cành cam này. Kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp nhá. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen như này các bác này. Đấy, có hai màu, màu trắng và màu đen như này. Đây, màu trắng đây, màu đen đây. Đấy, con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác cứ uốn cong thoải mái như này cho em này. Đấy, uốn cong bẻ gập thoải mái như này cho bác này. Rất là ok, ngon lành luôn, không sợ hề hấn gì các bác nhá. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có 50.000 cho con cưa như này thôi, 50k nhá. Chiều dài của lưỡi này thì nó vào là 30cm nhá. Chiều dài của lưỡi là 30cm. Con này thì siêu tiện ích cho các bác luôn, siêu tiện ích luôn. Các bác có thể gấp gọn này. Đấy, mang đi làm, đi công tác hoặc là đi làm vườn làm nghề này. Hàng nội địa của Nhật này, bẻ cong thoải mái này, và nó sẽ có cho các bác là cái phần khuyết như này để khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là phần khuyết hình hạt bồng như này, thì khi các bác dùng thì ví dụ như là cái nào nhiều mùn này, rồi là nhiều mùn rồi là nhiều dựa thì nó sẽ đọng vào cái lỗ đấy, các bác cưa nó rất là nhẹ tay. Lên cho em là cưa trắng đen nhá, cưa gấp trắng đen, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Cưa gấp trắng đen này, đó, cưa gấp trắng đen. Cưa gấp trắng đen nhá, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm để khô thì mai nhớ cất đi nhá. Sản phẩm đó là cái đũa 7 màu các nhá. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đấy, lô này thì hàng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi với 5 màu khác nhau. Đấy, 5 đôi đũa với 5 màu khác nhau nhá. Và đợt này giá về cho các bác chỉ còn cho các bác là đi giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn nhá. Đấy, một cái vỉ đũa bao gồm là 5 đôi như này, 2 này, 4 này, 5 đôi này. Đó, 5 đôi như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá, 45.000. Đấy. Lô lần trước thì bên shop đang bán cho bác với giá là 70.000 nhá, 70.000. Đợt này về cho các bác giá rất là tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. 45.000 các bác nhá. Đấy. Đợt này em về hàng số lượng và thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực tốt cho bác luôn. 7 màu với 5 đôi với lại các cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp và kiểu dáng các thứ cũng rất là lịch sự không nhá. Đây, đây các bác này. Đấy. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Màu sắc các thứ rất là ngộ nghĩnh, rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu giá thì sẽ là 45.000 cho một vỉ. Đấy, 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một vỉ như này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 5 đôi. Hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đó, và rất là đẹp, rất sặc sỡ các bác nhá. Đũa 7 màu. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Con này thì các bác có thể gấp gọn để mang đi du lịch, đi phượt hoặc là đi công tác, làm thợ, làm nghề đều ok hết nhá. Hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mình dùng để nấu nướng các thứ rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ có cái lẫy mở như này các bác này. Lẫy mở như này. Đấy, thì các bác mở ra con này thì nó rất là chắc chắn luôn. Mở ra đặt ở dưới đất thì nó siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Và các bác chỉ cần là nhấm nhấp như này thôi. Nhấp này là nó sẽ tự đánh lửa, tự động nó sẽ bật nha. Các bác lắp bình ga vào đây cho em. Các cái phần kết nối ga này thì đều là bằng đồng hết nhá. Kết nối dẫn ga này bằng đồng hết, rất là chắc chắn luôn. Và những cái chân này chắc chắn lắm. Các bác có thể đun những cái xoong to thoải mái luôn. Đấy, cho vào đun xoong to thoải mái và nó chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là
100k nhá, 100k cho một con bếp ga mini này thôi. Đấy, giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó, bếp ga mini này, lên cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một con bếp ga mini như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp không nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng trầm hương. Đấy, vòng được làm từ gỗ trầm hương nhá. Gỗ trầm hương là một cái loại gỗ rất là quý và được sử dụng rất là nhiều, rộng rãi. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương Tống Gia cao cấp này. Đấy, trồng hương cao cấp Tống Gia. Giá nó đang bán là 1.800.000, nhưng mà bên shop thanh lý được cho các bác trong cái hệ thống siêu thị của Nhật thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Có mã sản phẩm, mã số thuế, mã tem, mã vạch đàng hoàng không nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ bao gồm cho bác là 108 hạt này, và có cho các bác là một cái bông sen như này. Lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá sẽ là 50k thôi. 50.000 trong con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Con này thì công dụng của nó là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, đường huyết các thứ ổn định cho các bác, và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay. Đó là cái các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Con này thì nó sẽ là một cái ổ điện cực kỳ là đa di năng luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt ở đây cực kỳ an toàn này. Đấy, tức là đây nó sẽ có một con át này. Điện cao là nó sẽ tự nhảy nhá. Và dây của nó thì con này chắc là dài độ khoảng là tầm 2 mét gì đấy không nhá. Đấy, con này chắc là dây dài tầm khoảng 2 mét gì đấy các bạn. Đấy. Đấy, con này thì dây dài 2 mét không nhá. Dây dài 2 mét. Đấy, con này thì dây của nó tầm 2 mét thôi nhá. Dây tầm 2 mét. Đấy, thì con này các bác có thể sử dụng đây nó sẽ có đèn báo này các bạn này, có đèn báo này. Và các bác có thể sạc nhanh cho điện thoại được luôn. Đấy, thì các bác sử dụng cái tính năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy, đây, đấy các bác thấy không? Đây, đây em đặt vào các bác nhá. Đặt vào là sẽ có tính năng sạc nhanh như này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba ổ cắm này, ba ổ cắm ba chân. Và con này thì nó sẽ có lấy khóa để an toàn cho trẻ em nhá, tức là khi cắm ấy thì phải cắm hai bên nó mới tụt vào, còn cắm một bên nó không tụt nhá. Có 4 cổng USB luôn, 4 cổng USB, một cổng sạc nhanh cho điện thoại, rất là tiện. Ví dụ các bác muốn dùng cái này thì các bác chỉ cần là đặt như này là xong. Đấy, các bác không cần phải cắm dây cắm dợ lằng ngoằng nữa. Đối với cái dòng điện thoại thông minh và có công tắc đóng ngắt như này rất tiện, và có một con át như này, có con át chống giật ở đây nhá. Đấy, có con át chống giật ở đây nữa luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt, có át chống giật. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng rất là cao cấp cô nhá, rất là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý cô nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Đấy, ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh này. Hoặc là lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là ổ ba chân nhá. Sẽ có là ổ ba chân nó trùng với cái kia đâu. Các cứ lên cho em là ổ điện sạc nhanh đi. Ổ điện sạc nhanh nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh ở cái kia nó là sạc nhanh iPhone nó khác. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Dây của nó dài khoảng 2 mét nhá, dây dài khoảng 2 mét. Rất là tiện dụng cho bác luôn, có công tắc đóng ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, cho một con ổ điện sạc nhanh như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn Wi-Fi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn Wi-Fi. Nó sẽ là một cái dạng đèn rất là tiện ích cho các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con đèn như này, và có thêm cho các bác là một cái cáp sạc thôi, kèm thêm một cáp sạc nhé. Và đây thì các bác có thể là sử dụng rất là tiện ích này. Đấy, nó sẽ có mắt cảm biến. Thì khi các bác sử dụng tính năng là tắt tự động thì các bác chỉ cần gạt qua này, nó sáng gạt qua tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì các bác sử dụng khi mà mình có thể là mình sử dụng các cái chức năng, ví dụ như là các bác đang tay chân đang bị bẩn này, thì các bác không muốn động vào cái đèn này thì nó mất vệ sinh. Bác làm cá, làm tép, làm tôm, hoặc là các bác làm những cái việc mà nó liên quan đến bẩn tay chân, thì các bác
chỉ cần gạt qua cho em là nó sẽ tắt, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, xếp hết sang cái ngách bên đấy đi. Giá của nó sẽ là 130.000, con này trên giá thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đấy, đèn wifi này, đèn wifi. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con đèn wifi như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì bên shop cũng có một số mã đèn, đó là con đèn hộp nhôm nhá. Con này thì có kèm cho các bác cái quai đeo như này nhá, có kèm quai đeo và cảm cáp sạc. Con này thì siêu sáng luôn và nó có thêm cả bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái phím có hình cây thuốc lá này cho em này. Sau đó thì các bác giữ lì này nó sẽ lên này. Đó, giữ lì này sẽ lên này. Đấy. Giữ lì này nó lên đèn nhá. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Con này thì nó hết pin rồi này. Đấy, em nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, khi vận chuyển đường dài thì nó sẽ hết pin, hoặc là nhiều khi bên em cũng phải để nó hết pin để khi vận chuyển nó tránh cháy nổ các bác nhá. Đấy, thì đây con này nó sẽ rất là sáng đây các bác này. Đấy, rất là sáng luôn. Con nào hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra test thử thoải mái các bác nhá. Ok, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác yên tâm sử dụng. Có sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ và cảnh báo nhấp nháy nhá. Đấy, sáng trắng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Nhìn thẳng vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ nhấp nháy này. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tính năng cho các bác là cái tính năng bật lửa luôn. Bật lửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có một cái bật lửa như này. Thì các bác giữ lì này là cái bật lửa này nó sẽ lên này. Đấy, thấy không? Lửa lên đỏ này, các bác nhấp nhẹ là nó sẽ tắt này. Đấy, giữ lì này thì nó sẽ lên này ở cái phần bên hình cây thuốc lá này, giữ lì này lên lửa này. Nhấp này nó sẽ tắt này. Để chân lên đi. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Xong hết rồi. Đèn hộp nhôm này, lên cho em là đèn hộp nhôm. Cái đấy nó có chữ bên trong rồi, kệ thôi. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đó, rồi ok. Đây rồi các bác ơi, Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu đến các bác các mã hàng của bên em nhá. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng hết sức là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng em gửi đến các bác lôi các bác nhá. Lôi. Đấy, thì bên shop hôm nay về cho bác cái lô nước hoa nhá. Nước hoa thì nó sẽ có hai mẫu, hàng của Chanel và hàng của Gucci. Đấy, thì hàng này cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, hàng rất cao cấp cho các bác luôn. Dung tích của nó là 100ml nhá. Hàng của nó sẽ là hàng của thương hiệu Chanel này. Made in Fancy nhá. Made in Fancy Chanel Coco. Giá thì đều là 120.000. Và hàng của thương hiệu Gucci nhá. Con Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh Quốc nhá. Hàng của Anh Quốc đây. Đấy, Made in UK các bác này. Hàng của Anh Quốc nhá. Và giá thì thực sự với các bác là bên shop ôm lô, cho nên là giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 120k cho một lọ nước hoa như này thôi. Đấy, lên cho em là nước hoa Gucci hoặc là nước hoa Chanel nhá. Nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Giá sẽ là 120.000. Bác nào lấy combo hai chai thì bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa này. Đó, nước hoa thì nó sẽ có là Chanel này, Chanel này hoặc là Gucci này. Đó, Gucci đều là 120k hết nhá. Đấy, Chanel 120k này, Gucci cũng là 120k này. Đấy, lấy combo thì bên em sẽ bao ship là 240.000 cho hai chai nước hoa và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể thử test mùi, ưng thì mình thanh toán thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi và chế độ bán hàng cũng rất là ưu đãi luôn nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử mùi, ưng thì thanh toán, không ưng cho hàng về. Ok chưa các bác? Rất ok luôn nhá. Buôn bán là rất là ok cho các bác luôn. Không ưng không thích cho hàng về chứ em. Đấy, rất là thoải mái cho bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa khách sạn nhá. Các bác lên trên là nước hoa khách sạn này. Giá thì chỉ có 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này thôi. Đấy, cái này thì rất đơn giản nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Về nhà thì các bác sử dụng rất là đơn giản nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái tăm để dẫn mùi như này. Đấy. Các bác lên trên là nước hoa khách sạn này. Đấy, nó sẽ có cái tăm để dẫn mùi như này thì đấy, có nơ các bác đeo vào đây cho em. Về nhà các bác mở cái nắp này ra cho em này. Mùi thơm dịu nhẹ, cực kỳ dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Đó, thì các bác mở cái nắp này ra cho em. Sau đó thì các bác cắm cái tăm này vào đây, cắm cái tăm này vào đây là cái mùi hương nó sẽ bay ra rất là thơm luôn. Đó, và mùi hương thơm rất là lâu. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái khu vực như là nhà hàng khách sạn nhá, nhà khách sạn rồi phòng nghỉ các bác nhá. Đấy, phòng nghỉ khách sạn rất là thơm. Mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Bên Nhật chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. 30.000 thôi. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn. Đó. Khách sạn giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá. 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái massage 3D. Đó, nó sẽ là massage 3D như này. Con này thì nó sẽ là dùng bằng tay nhá, massage 3D dùng bằng tay như này thôi nhá. Con này không phải bằng máy đâu mà chỉ dùng bằng tay như này thôi. Đấy, cho nên các bác lên cho là massage 3D bằng tay nhá. Đấy,
massage 3D bằng tay, dùng bằng tay như này, các bác lấy tay các bác lăn như này. Thì con này các bác rất là đa di năng luôn. Đó, các bác có thể dùng để massage này, mặt này, cằm này, cổ này, vai gáy, bắp tay bắp chân rồi ngực này. Đó, rất là ok luôn. Đấy các bác buổi tối thì ngồi nghỉ thì các bác dùng thường xuyên cho em. Đấy, đặc biệt là chị em phụ nữ nhá, massage mặt rồi cổ vai gáy rồi các cái vùng ngực để nó tạo độ săn chắc nhá. Lên chị em là massage 3D bằng tay nhá. Massage 3D bằng tay. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một con massage 3D bằng tay như này. Đấy, lên cho em là massage này. Đó, massage 3D này bằng tay này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho em massage 3D bằng tay này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao. Đó, con này thì các bác có thể hấp bánh bao này, hấp xôi này, rồi đa di năng hơn nữa là các bác có thể dùng để mình sử dụng trong gọi là trong bàn ăn để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Thứ nhất là khay được làm bằng inox này. Đấy, khay được làm bằng inox nhá. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, các bác có thể dùng để hấp bánh bao, hấp xôi này. Đấy, ví dụ hấp xôi thì các bác rải cho em cái lá chuối lên đây, sau đó thì mình đổ gạo vào là xong. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả đấy, nói chung là rất đa di năng luôn. Đấy, có cái này như này, các bác đeo ra này rất là tiện nhá. Lên cho em là khay hấp bánh bao nhá, khay hấp bánh bao. Giá thì lại rất là hợp lý, chỉ có 50.000 thôi khay hấp bánh bao này thôi. Đó, lên cho em là khay hấp bánh bao này. Khay này. Hấp này, đó. Bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao giá của nó sẽ là 50k. Đó, bánh bao giá sẽ là 50k cho khay hấp bánh bao như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chảo của Nhật nhá. Các bác lên cho em là chảo Nhật, con này đường kính của nó sẽ là 20cm. 20cm và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000. Con này thì nó sẽ là thuộc dòng là chảo ngập dầu nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Đấy, đường kính là 20cm, có kèm cho các bác một cái khay như này. Ví dụ các bác chiên rán phồng tôm hoặc rán nem hoặc là rán các cái loại thực phẩm đùi gà đùi thì các bác đặt lên đây cho cái mỡ nó róc xuống, nó rất là tiện. Đấy, bằng inox rất là đẹp luôn. Và con này thì có tráng đá chống dính và rất là dày nhá. Rất là dày luôn. Đấy, khá là dày nhá. Dày lắm các bạn. Đấy, dày lắm. Giá thì cực kỳ hợp lý, đường kính là 20cm. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết như này. Đường kính là 20cm. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu này. Đó, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu này. Đường kính của nó sẽ là 20cm nhá, 20cm. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay thì bên shop có cả loại bằng máy và bằng tay. Con này thì nó sử dụng bằng tay như này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, các bác lên cho là vắt cam bằng tay. Một con vắt cam bằng tay như này thì giá của nó chỉ có 50.000 thôi. 50.000 nhá. Ở đây thì ưu điểm của con này là nó sẽ có cái lẫy này. Thì các bác đặt xuống như này, tay một tay thì các bác giữ cái đĩa này, giữ cái âu này. Đấy, còn tay kia thì mình vặn bình thường, mà cái này nó sẽ khóa ở đây này, nó sẽ khóa cái lẫy này. Khóa ở đây luôn này. Đấy, nó sẽ khóa cái quai này, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần đặt xuống là mình xoáy cái quả cam lên trên thôi. Đấy, bằng inox 304 rất dày dẫn chắc chắn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay, bên shop có cả loại vắt bằng máy luôn. Vắt cam bằng tay này, đó. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con vắt cam bằng tay như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kìm vàng đa năng. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng rất là chất lượng, hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Đấy, xuất sang Mỹ luôn. USA con này. Đấy, USA đây. Đấy, hàng Nhật xuất Mỹ nhá, USA nhá. Đấy, rất cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Hàng đa di năng nhá, đa di năng. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân đầu tiên thì nó sẽ có cái phần đầu tiên là tuốt dây này. Tuốt dây này, cắt dây này, bấm cốt này, rồi xoắn dây, xoắn ốc đều ok hết nhá. Một con kìm vàng đa di năng như này. Bây giờ các bác ra ngoài cửa hàng mua một con kìm đẻo thôi, giá của nó cũng có chữ đấy. Giá của nó cũng phải là đi 100.000 rồi. Thế mà đây một con kìm vàng đa di năng chất lượng như này, hàng Nhật xuất Mỹ như này mà giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con kìm vàng đa di năng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng nhá. Đấy, lên cho em là kìm vàng này. Kìm vàng đa năng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mã kìm vàng đa năng như này, rất tiện dụng các bác này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Các bác lên cho em là bóp tay. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bóp tay này.
Con này thì nó sẽ là sử dụng bằng tay thôi chứ không phải bằng máy đâu. Đã gọi là bóp tay rồi, nhiều bác nhận hàng này bảo tôi tưởng là nó bằng máy. Đấy, nó rất là vô lý ở đời, nó rất là nhiều cái nó vô lý mà vẫn phải là có lý đấy các bạn. Đấy, thì các bác cũng thông cảm thôi. Thực sự ra là nhiều người đặt hàng nhưng mà chả hiểu là mình đặt cái gì, chả biết là mình đặt cái gì. Cái này thì các bác xoáy cái nút này để tăng giảm cân nặng cho em nhá. Nó sẽ là cân nặng là từ 5 cân đến 60 cân luôn, tùy theo cái lực bóp của anh chị các bác nhá. Đấy, tùy theo lực bóp của anh chị các bác nó sẽ có tăng giảm ở đây, rất là tiện này. Đấy, khi các bác bóp thì cứ nhấn này cho em này. Đấy, nhấn này cho em. Khi nhấn thì cái số này nó sẽ nhảy nhá. Và con này là bằng tay nhá, khi các bác bóp thì đây các bác xem này. Đấy, thì khi các bác bóp như này thì khi các bác ngồi làm việc này hoặc là ngồi chơi chơi nước xem tivi các bác vẫn có thể bóp được. Bóp thì nó sẽ là tăng cái cơ tay này lên. Đây các bác này, xem cái gân tay của em này. Tăng cái cơ tay này lên là hoạt động này, máu huyết lưu thông này, rất là tốt luôn các bác nhá. Một ngày các bác cứ bóp cho em là khoảng từ 1 đến 200 lần nhá, 1 đến 200 lần. Đấy, mỗi tay các bác bóp này. Và cái này có cả gì xét số cho bác luôn nhá. Có cả gì xét số các kiểu như này. Đấy, bóp này thì số nó sẽ nhảy này. Đấy, lên trên là bóp tay. Giá thì shop đang gửi tới bác cái giá là 40.000 cho một con bóp tay như này thôi. Giá sẽ là 40k nhá. Đấy, lên cho em là bóp tay nhá. Bóp tay này. Bóp tay không phải bằng máy nhá. Giá sẽ là 40k. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác đó, cái sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Keo dán tôn đây. Một cuộn này của nó thì nó sẽ là bản của nó là 10cm và chiều dài là 5m nhá. Các bác lên cho em là keo 10 này. Keo 10 giá thì sẽ là 40k trên một cuộn keo 10 như này. 40.000 trên một cuộn keo 10 như này. Đấy, thì con này nó rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Vết nứt đường khi hở mái tôn đã có giải pháp. Bác tiêu ích 2000 với lớp keo dày chống tấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Mưa bão chưa bao giờ phải lo vì đã có băng keo chống thấm công Nhật Bản XK1000. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết nứt đường khi hở mái tôn đã có giải pháp. Băng keo X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Đó, lên xem là keo 10 nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cuộn keo dán tôn 10 như này, rất tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng nhá. Các bác lên xem là đũa mạ vàng Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, Korea đây. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi, một bịch này có tới cho các bác hẳn 10 đôi luôn. Đấy, rất là nhiều nhá, 10 đôi tức là một bịch này của nó là 20 chiếc nhá. Đấy, 20 chiếc, 10 đôi. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là bỏ ra là mình sử dụng thôi. Đây, đầu của nó đánh nhám chống dính chống trơn trượt này. Hàng của Hàn Quốc nhá, con này thì của nó sẽ là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, sợi thủy tinh kháng khuẩn chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Nên là các bác dùng nó rất là yên tâm. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một bịch như này. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn Quốc nhá. Đấy. Đũa Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35k. 35k cho bịch đũa Hàn Quốc này rồi, ok. Rồi chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã thì em lại lên video nhanh để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, muốn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đèn bắt mũi đen nhá, đèn bắt mũi đen. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng cho các bác là 1 mét nhá. Dây dài khoảng từ 80cm đến 1 mét. Và dưới này là một cái khay để các bác đổ mũi ra này. Đấy, lại bắt đầu vào mùa mũi rồi. Đấy, đang ra mùa thì rất là sẵn mũi luôn. Và con này các bác cắm trực tiếp điện 220. Công dụng thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt mũi luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn bắt mũi đen. Đó. Đèn bắt mũi đen. Đèn bắt mũi này, đó. Đèn bắt mũi đen.
giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đèn bắt mũi đen như này. Giá của nó sẽ là 90.000 thôi, giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác cắm vào thì nó sẽ lên như là một cái ánh sáng màu xanh nhá. Đây em sẽ cắm cho các bác xem. Con này thì nó sử dụng được tiếp điện 220 và công suất của nó sẽ là 3W nhá. 3W rất là nhỏ luôn, thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy đây, rất là tiện con này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ là lên ánh sáng màu xanh như này. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Khi mà mình con này, khi mà mình chạm vào ấy, khi mà con muỗi nó bay vào, nó sẽ chạm vào là nó sẽ bị chập điện, nó giống như đúng như cái vật muỗi luôn nhá. Đúng như cái vật muỗi luôn. Đấy, đây em sẽ gửi cho bác xem này. Nó đúng như cái vật muỗi luôn. Rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây. Đấy, khi mà mình chạm vào là nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đấy, bác thấy không? Đây. Đấy, chạm vào là nó sẽ bị chập điện, là con muỗi nó sẽ bị chập điện là nó sẽ chết các bác nhá. Đó thì đây, nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đó. Đấy, khi các bác mà con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, nó sẽ chập này các bác này. Đấy. Cái này thì nó đúng như cái vật muỗi luôn các bác nhá. Đúng như vật muỗi luôn. Đó các bác thấy không? Đó, nó sẽ bị chập như vậy thì con muỗi nó sẽ bị chết các bác nhá. Đó, nó rất đơn giản thôi. Thì con này các bác vừa là dùng làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi được luôn. Nó rất là tiện. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng như vậy để cho các bác có thể sử dụng nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Đấy. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Bắt muỗi đen này, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một con đèn thần tài như này. 60.000 thôi nhá. Con này thì rất là tiện ích luôn, và nó có sẵn pin và dây sạc cho bác luôn. Khi bác nhận được hàng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, và cái phần này của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa này. Các bác kết nối vào cho em xong, bật công tắc lên này là đèn nó sẽ lên, các bác chỉ cần chạm nhẹ này là đèn lên này. Đó, và các bác có thể điều chỉnh chiết áp tăng giảm ở đây nhá. Đấy, con này ưu điểm của nó có cả điều chỉnh chiết áp luôn, rất là thông minh nhá. Các bác có thể để sáng tối tùy theo mình, để trên ban thờ này, ban thần tài và các khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, hàng về thì có màu xanh, màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Và cái giá thì con này bên shop đang gửi tới bác một con đèn thần tài như này, giá chỉ có 60k thôi. Đấy, của nó thì các bác rất là tiện, các bác chỉ cần gõ này nó lên, gõ này nó tắt này, gõ này nó lên này, đấy, tắt lên này, rất là tiện nhá. Và có điều chỉnh chiết áp luôn, rất sáng các bác ạ, sáng lắm các bác nhá. Đó, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và công suất của nó thì chỉ có 0.4W thôi. Đấy, trước khi mà muốn bật đèn lên thì các bác bật cái công tắc nguồn này cho em. Con này thì các bác có thể di chuyển được mọi nơi, mọi chỗ này. Ưu điểm của nó là không dây dạ lằng ngoằng này, và rất là tiện ích chống cháy nổ nhá. Lên cho em đó là đèn thần tài nhá. Đó, đèn thần tài này. Đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con đèn thần tài như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên cho em là bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho con bình 20 này thôi. Lên cho em là bình 20. Đấy, thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và sáng bóng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Tên mã của nó sẽ là bình 20, dung tích là 2 lít cả vỏ. Và bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, 90k. Lên cho em là bình 20 này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ này. Bình 20, 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình 20 như này thôi. Giá chỉ có 90.000 cho một cái bình như này. Các bác rất là nên mua. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng nhựa như này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, gioăng nhựa cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, nước đun sôi để nguội này. Đấy. Hoặc là các bác có thể dùng để đựng các cái loại nước uống đều ok hết. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Một con bình 20 như này, rất chất lượng, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã cho em là bình 20 nhá. Giá chỉ có 90.000 cho một con bình như này thôi. 90.000 cho con bình đựng nước như này thì các bác nên mua. Con này thì mình chỉ về đựng nước sôi để nguội hoặc là đựng các cái dòng nước uống bình thường thôi nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 14 x 14 x với lại 29 này. 14 x 14 x 29 nhá. Đấy, dung tích là 2 lít, giá sẽ là 90.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ cái khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc này. Bên shop về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Khăn mặt Hàn Quốc này, đó, khăn mặt Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 3 cái này, 3 cái là bằng 20k nhá. Và một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60.000. 60.000 cho một bịch 10 chiếc như này. Một bịch 10 chiếc này sẽ là 60.000. Và 3 cái của nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc.
Chất liệu thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Bỏ tắt cái dây này. Sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, chất liệu của nó sẽ là sợi bông tự nhiên như này. Đấy, và một mặt đưa cái đầu dây đây. Một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn nhá. Các bác dùng để rửa mặt thì thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thấm hút nước mồ hôi rất là tốt. Dùng để rửa mặt này, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Nói chung là đa di năng được luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có 20.000 cho 3 chiếc thôi. Và bác nào lấy số lượng là từ 10 cái trở lên thì giá chỉ còn có 60.000 cho 10 cái này thôi. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 20.000 3 cái và 60.000 cho 10 cái nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy sấy giày các nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ cao cấp của thương hiệu Saucony nhá, Saucony máy sấy giày đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con máy sấy giày như này thôi. 180k nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Lưu ý các bác là khi mà về các bác chỉ cần là vặn cho em theo cái chế độ này là xong này. Có chế độ là 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đấy. Cứ thế là các bác vặn là xong. Còn cái nhiệt độ này thì nó chỉ là cái số thôi. Nó chỉ là cái số giả này thôi chứ nó không có nhiệt độ đâu. Nó không có báo nhiệt độ được các bác nhá. Thì các bác mình về mình cứ vặn cho em là mặc định cho em là 30 phút này. Đấy thì đây. Cắm điện trực tiếp điện 220 này, sau đó thì các bác đẩy cái này lên này. Thì con này nó sẽ có cho các bác là sấy nóng để cho nó nhanh khô này. Thứ hai là nó sẽ là có cái tia cực tím như này để diệt khuẩn này. Và các bác để cho em chế độ là ví dụ như là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút nhá. Các bác cứ vặn hết lượt này là cho em. Và nó sẽ có cái dưa le nó tự ngắt các bác nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Một con máy sấy giày chất lượng như này. Đấy, rất là nóng luôn, sấy thì cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, vừa bật chỉ có khoảng mấy chục giây rồi đã là nóng ran lên rồi các bác này. Đấy thì cái hơi nóng và hơi gió của nó sẽ đẩy ra ở đây thì nó sẽ là các bác chỉ cần xỏ hai cái giày vào đây cho em, giặt xong mình xỏ vào đây là xong. Đó, chỉ để cho em là nửa tiếng đến 60 phút. Một tiếng là nó sẽ khô cong đôi giày của bác luôn thì nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là máy sấy giày nhá của thương hiệu Saucony. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con máy sấy giày như này. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là tốt và rất là hợp lý để gửi tới các bác luôn. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy. Chỉ lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm tiếp theo đó là cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop có cho các bác là ổ 3 chân và ổ 5 chân. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc mà chịu va đập và chịu tải rất là tốt luôn. Đấy, công suất của nó thì nó sẽ lên tới cho các bác là 16A 250V nhá. 16A 250V. Nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập như này. Đấy. Thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Và bên shop thì đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đều là 50.000 nhá. 50.000. Con 3 chân này thì sẽ có đèn báo này. Ổ 3 chân này có đèn báo, còn ổ 5 chân này thì không có đèn báo nhá. Đều là dòng cao su non nhá. Đấy, đều là dòng cao su non như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su. Giá của nó sẽ là 50k thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Ngoài ra thì bên shop có cái phích cắm này nó sẽ có cả đèn báo luôn. Phích cắm có đèn báo luôn, con này thì sẽ là 20k trong con phích cắm như này nhá. Dòng này cũng là cao su non luôn, đập khá thoải mái nhá, đập khá thoải mái luôn, cao su non. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này nhá, 20k cho một cái ổ đúc như này. Và cũng có sẵn đèn báo cho bác luôn nhá, có sẵn đèn báo. Giá thì chỉ có 20.000 cho bác thôi. 20.000 cho một cái ổ đúc cao su như này các bác này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho cái cọ nồi như này. Đấy, lên cho em là cọ nồi nhá. Giá của nó sẽ là 15.000. Đấy, các bác có thể để mình trà rửa này. Đấy, cọ nồi niêu bàn bếp rồi, nói chung là kỳ cọ đánh rửa được rất tiện. Và các bác có thể cho xà bông vào đây. Cho xà bông vào đây cho em. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, và khi mình nhấp như này thì cái xà bông nó sẽ ra, nó rất là tiện nhá. Lên cho em là cọ nồi 3 cái thì sẽ là bằng 40.000, còn 1 cái thì sẽ là 15.000 một chiếc như này. Và 3 cái thì sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. 40.000 cho 3 chiếc như này. Lên mã cho em là cọ nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bịch bọc cỗ nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch bọc cỗ như này. 20.000. Một bịch này bao gồm là 100 chiếc và giá thì chỉ có 20k thôi. Đấy, ví dụ như các bác bọc những cái đồ ăn này, ví dụ các bác bọc ở đây cho em này. Đấy, những cái đĩa thực phẩm thức ăn này. Đấy, con này thì nó rất là to luôn nhá. Nó có dây chun giãn rất là to luôn, thì các bác có thể bọc thực phẩm, bọc thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, rồi nói chung là đa di năng luôn để các bác bọc vào. Các bác có thể chùm lên đầu cũng vừa luôn. Đó, rất là tiện ích nhá. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, vệ sinh sạch sẽ,
đồ ăn các thứ thừa thì mình muốn bỏ tủ lạnh này. Vệ sinh, thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là nó tránh cái việc là bị dây mùi ra tủ lạnh nhá. Lên trên là bọc cỗ giá chỉ có 20.000 thôi. Đó, các bác lên trên là bọc cỗ này. Đó, bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trên một bịch bao gồm là 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 100 cái như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái set thìa đũa nhá. Đấy, các bác lên trên là hộp thìa đũa. Hộp này của nó thì bao gồm cả thìa cả đũa luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ như này bao gồm là cả thìa cả đũa nhá, cả thìa cả đũa. Hàng inox 304 không gỉ các nhá, không gỉ luôn. Đấy, đũa rất là dày này, su 304 này. Đấy, xìa thì rất là dày luôn, cả xìa cả đũa như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho bác giá chỉ có 80.000 thôi, bao gồm cho bác là 6 đôi đũa và 6 cái thìa luôn. Đấy, 80k một hộp nhá. 80k một hộp như này bao gồm là 6 đôi đũa và 6 cái thìa. Hàng inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đấy, và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Một combo như này 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Đây, các bác đi đâu mà mua được cái xìa này với cái giá là 5.000, 10.000? Đó, không có đâu các bác nhá. Đấy, mà đây combo cho các bác là 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. Đó, lên cho em là hộp thìa đũa nhá, hộp thìa đũa. Hoặc lên cho em là set thìa đũa này. Đó. Set thìa đũa. Thìa kèm thêm đũa nữa các bác nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một set như này. 80.000 cho một set thìa đũa như này. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về hàng ngập kho để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đây rồi, em đã quay trở lại các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái khóa đồng của Đức nhá. Khóa đồng của Đức thì các bác lên trên là khóa Đức. Con này bên em đang bán là 150.000, trước giá của nó sẽ là 200, đợt này về cho bác giá chỉ còn 150.000 thôi. Các bác lên cho em là khóa Đức nhá. Con này thì của nó thì ưu điểm của nó là có tới cho các bác là 4 chìa. Đó, 4 chìa và ưu điểm của con này thì nó sẽ là dòng chống cắt, chống trộm và chống làm giả chìa nhá. Chìa của nó là thuộc dạng là phôi tròn như này. Thì cái phôi tròn này thì rất là khó làm giả nhá. Rất là khó làm giả luôn. Cho nên là các cái tay trộm siêu biệt của Việt Nam mình là chưa thể làm được ra những cái phôi chìa tròn như này để ăn trộm nhá. Đó, và ưu điểm của con này nữa là con này thì nó chống rỉ chống nước rất là tốt luôn, chống rỉ chống nước rất là tốt luôn. Đây, hàng của Đức này, made in Germany, hàng của Đức nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Và ưu điểm của con này nữa đó là nó sẽ có tới cho các bác là 4 chìa nhá. Khóa rất là to, khóa rất khủng khiếp luôn. Đây, to như ngón tay các bác này, to như ngón tay này và có tới cho các bác là 4 chìa luôn. Cho nên là các bác tha hồ thoải mái để mình chia cho mỗi người trong gia đình nhà mình mỗi người một chìa nhá. Đấy, có tới 4 chìa luôn. Để chia cho mỗi người một chìa để tiện cho việc mang đi và sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá. Khóa Đức giá của nó sẽ là, lên cho em là khóa Đức này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, 150k. 150k cho một cái ổ khóa Đức như này, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái ổ khóa Đức như này nhá. Lên trên là khóa Đức, giá sẽ là 150k bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ xanh nhá. Ổ xanh thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì nó khá là hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 55k cho một con ổ xanh như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho một con ổ xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là ổ xanh này, ổ xanh. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo đầy đủ cho bác luôn. 3 chân USB này. Đấy, rồi 6 ổ cắm như này. Đấy, 3 chân USB, 6 ổ cắm. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là đa di năng nhá. Lên cho em là ổ xanh này, giá của nó sẽ là, giá của một con ổ xanh như này giá sẽ là 55.000 nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là cắm thanh dây điện đi. Sẽ bao gồm cho các bác là một dây dài khoảng là 1 mét này. Đấy, dây cắm ra ngoài. Dây dài khoảng 1 mét này. Đấy. Dây dài khoảng 1 mét các bác cắm kết nối điện vào cho em là xong này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này, bật lên có đèn báo nhá. Đấy, em đang kết nối điện này. Đây, dây của nó đây. Dài khoảng 1 mét này. Bật lên có đèn báo qua này, có đèn báo sáng này. Đó, có công tắc đóng ngắt luôn, có công tắc đóng ngắt, có đèn báo sáng và 3 chân USB. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc béo và sạc gầy nhá. Đó. Thì đây, cái con màu đỏ này sẽ là sạc béo này. Đấy, con màu đỏ này sẽ là sạc béo này. Đây, con này sẽ là sạc béo nhá.
Và con này thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho con sạc béo như này. Đây, về nhà các bác có thể cắm vào trực tiếp cái chân USB này giúp cho em được luôn. Đó, rất là tốt các bác này. Đấy. Và đây thì ưu điểm của con này nó sẽ có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo 100% hết này. Đấy, có đèn báo sáng các bác này. Đây, đèn báo đây. Rất là tiện luôn, ở cái đầu này nó sẽ có đèn báo như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, để mình biết được là có điện hay là không có điện nhá. Đấy đây, các bác biết được là có điện hay không có điện này. Đó, thì nó sẽ có chân của Samsung này, chân của iPhone này và chân của Oppo này. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em này là xong. Đó, đây, báo pin lên các bác này. Đấy, sạc rất là ok luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cái sạc béo này thì có đèn báo như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con sạc béo như này. Thì dây dài của nó khoảng 1 mét nhá, khoảng từ 90cm đến 1 mét. Đấy, hai con này thì dây dài tương đối nhau, khoảng từ 90cm đến 1 mét, hàng về tùy theo lô. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là sạc gầy nhá. Lên cho em là sạc gầy. Con này thì giá sẽ là 30.000 cho một con sạc gầy như này. Đó, 30k cho con sạc gầy như này. Đấy, lên cho em là sạc béo này. Đó. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con sạc béo đây. Đấy, con này thì các bác lên cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là sạc gầy này, dây nó nhỏ hơn. Con này thì bằng dây dù nhá. Đấy. Lên cho em đó là sạc gầy này. Đó. Sạc gầy giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một con sạc gầy như này. Giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 thì con sạc gầy như này. Đấy, con này thì con sạc gầy này sẽ là bằng dây dù này, còn sạc béo này thì sẽ là bằng dây cao su to nhá, dây cao su to. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái led 5m dán tường nhá. Con này thì dán tường hoặc dán trong tủ thiếc đều được hết nhá. Các bác lên cho led 5m, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một cái bộ led 5m như này. Đấy, cái này thì nó sẽ là 5m. Về nhà các bác bóc ra dán vào tường và có bảng màu bảng miếc cho các bác lựa chọn luôn. Đó, có đầy đủ ổ cắm này, dây led dài 5m này và rất là nhiều biểu màu này, có cục nguồn cho bác luôn. Giá chỉ 80k thì các bác có thể dán lên tường trang trí phòng ngủ phòng khách hoặc là trong tủ bán hàng, cái thứ rất là ok, nhiều màu rất là đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu, giá thì bên shop đợt này về cho bác giá chỉ còn là 25.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng nhá, 12 miếng dán khác nhau. Về nhà các bác bóc vào cho em này, lấy một miếng bất kỳ này. Đó, sau đó thì các bác dán lên cổ vai gáy hoặc các cái vùng mà mình bị đau nhức như là cổ vai gáy, thắt lưng đấy, hoặc là xương khớp chỗ nào bị đau thì các bác dán vào cho em. Đấy, cái này thì nó sẽ giúp cho các bác là ngủ ngon này, ngủ yên giấc này, rồi là giảm các cái triệu chứng như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, rất là tốt luôn. Đây. Đấy, nó chuyên đau xương khớp vai gáy này, cổ vai gáy, các bác dán vào cho em nó rất là tốt luôn. Độ nóng của nó thì nó không nóng quá mạnh, nó nóng vừa phải nhưng mà nó rất là dịu nhá. Đây, lên cho em là miếng dán ngải cứu này. Đấy, các bác dán vào cổ vai gáy cho em rất là tốt luôn, đặc biệt là cổ các bác nhá, đặc biệt là khớp cổ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25k cho một cái hộp miếng dán ngải cứu như này. Đấy, lên trên là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, chiết xuất từ cây ngải cứu cực kỳ là tốt luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, lên trên là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ là 40.000 cho một bịch như này. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là 50 miếng nhá, 50 miếng. Thì nếu các bác dùng hai chân liên tục thì nó sẽ là được 25 lần như này. Đấy, lên cho em là thải độc chân nhá. Thải độc chân giá sẽ là 40k trên một hộp như này, bao gồm cho bác là 50 miếng nhá. Khi bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bịch màu trắng như này là bịch miếng dán này, và cái bịch này sẽ là bịch thuốc nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, dán cực kỳ là tốt luôn. Về nhà các bác bóc qua cho em này, một bịch này bao gồm là hai gói thuốc này, hai gói thuốc nhá. Đấy, các bác bóc ra hai gói thuốc như này. Sau đó thì các bác lấy cho em một cái tờ miếng dán này. Lấy cho em một cái miếng dán như này. Ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là 50 cái miếng dán này luôn. Thì lưu ý các bác là khi các bác bóc ra thì nó sẽ có cái màng như này nhá. Đấy, các bác xem kỹ video cho em, có cái màng này, bóc nó ra này. Sau đó thì các bác dán cho em cái mặt chữ này vào cái phần dán như này. Sau đó thì các bác dán cho em cái thuốc này, cái gói thuốc này, các bác dán ập vào cho cái gan bàn chân cho em. Đây. Đấy, đây các bác nhá, cái gan bàn chân như này các bác ập vào này cho em này. Đấy, dán trực tiếp lên cái gan bàn chân này cho em. Đó. Thì các bác dán để qua đêm cho em nhé, để qua đêm cho em, để khi các bác qua đêm thì nó sẽ hấp thụ các cái tinh chất của thuốc, nó sẽ hấp thụ vào và nó sẽ hút cái độc của bàn chân ra nhá. Cái gan bàn chân này thì nó rất là nhiều độc tố nhá. Đấy, thì các bác dán vào sau đó thì để qua đêm là nó sẽ hút hết các cái độc tố ra cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 40.000 thôi. Các bác chỉ bằng ăn một bát phở thôi, nhưng mà các bác dùng cái này thì nó rất là tốt, cho nên là các bác nên sử dụng nhá. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40.000 cho một cái thải độc chân này thôi. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Khuyến khích các bác nên mua để mình sử dụng nhá. Lên cho em là thải độc chân,
rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là cái sạc dự phòng nhá. Thì bên shop có hai mẫu, đó là sạc dự phòng A, các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con sạc dự phòng A như này. Đấy, 260.000 nhá. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này, kèm một cái cáp sạc như này nhá. Và đây nó sẽ là một con sạc rất là chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 260.000 thôi. Hàng của thương hiệu Tamasio này, Tamasio made in Japan, hàng nội địa của Nhật, siêu cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, con này thì nó sẽ có cho các bác là cái chân cắm sạc vào, thì các bác có thể cắm vào cái cổng USB của máy tính hoặc là các khu vực khác đều được nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là ba chân sạc vào này. Đấy, ba chân sạc vào dành cho ba cái mẫu điện thoại khác nhau này, ba chân sạc vào và cái to này để sạc cho nó này, còn cái ba cái chân này để sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thì em sẽ cắm ngẫu nhiên cho các bác xem này. Đây, chỉ việc cắm vào như này cho em là xong. Đó, cắm vào như này là ok này. Qua theo. Đấy, bà đang báo sạc này. Rất là ngon nha các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Đây. Đấy, đang báo sạc có nhá. Đó thì con này thì giá sẽ là 260.000 lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Đây, có báo pin cho bác luôn này. Có báo pin 78% này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn pin đấy nhá. Con đèn pin như này. Đấy, về nhà các bác có thể bật cho em hai cái đèn pin này lên này, rất là sáng nhá. Có cái nút nguồn đây các bác bật lên này. Hai con đèn pin này rất là sáng luôn. Và có hai chân sạc vào nữa này. Đấy, các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, một chân sạc vào, một chân sạc ra. Các bác có thể cắm qua cái dây sạc cũng rất là ok. Đấy, các bác có thể cắm qua cái dây này để sạc ra này, sạc ra cắm ở đầu này cũng được này. Còn cái chân bé này là sạc vào này. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con sạc dự phòng A như này. 260k một em nhá. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái sạc ngân hàng nhá. Giá sẽ là 190.000 cho con sạc ngân hàng như này. 190k. Con này thì nó cũng là một cái con sạc rất là nhỏ nhá. Con này thì dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Đó, 20.000 mAh cho cái con này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 nhá. Đấy, nó cũng có là một chân sạc vào như này và ba chân ra nhá, một chân vào, ba chân ra. Đó. Hàng thì nó sẽ là rất là chất lượng cho bác luôn, có quai đeo như này nhá. Đấy, có quai đeo như này, có chân sạc cho bác luôn. Và cũng có đèn pin nhá, có đèn pin các bác này. Đấy, có đèn pin như này. Đây này, có đèn pin và có báo pin luôn. Báo pin dung lượng là 75% này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. 190.000 cho con sạc ngân hàng như này. Lên mã giúp cho em là sạc ngân hàng nhá. Giá sẽ là 190k. Có báo pin cho bác luôn. Con này cũng rất là nhỏ gọn. Có đèn pin như con kia. Và các bác có thể để trong bao lô này. Đấy, mang đi học, đi làm hoặc là đi công tác cũng rất là tuyệt vời. Dung lượng pin của nó là 20.000 mAh nhá. Và giá thì chỉ có 190.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sạc ngân hàng nhá. Sạc ngân hàng. Giá của nó sẽ là 290.000. Đó. Sạc ngân hàng giá của nó sẽ là 190.000 cho con sạc ngân hàng như này nhá. 190.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái máy cạo râu Zandu nhá. Máy cạo râu Zandu. 90.000 cho một con máy cạo râu Zandu như này. Con này thì rất là khỏe luôn, cạo cực kỳ là khỏe và êm nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy lên này xong này, đẩy lên là mình cạo thôi. Và nó sẽ có cái phần tăng đơ đây, râu dài thì các bác tăng đơ đi cho em. Đó, râu dài thì các bác tăng đơ đi cho em, sau đó mình hãng cạo nhá. Đó, rất là tiện dụng này. Râu dài thì các bác tăng đơ cái râu dài này trước này, sau đó thì mình dập lại mình đẩy cái này lên cho em này, cạo râu cực khỏe luôn. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó. Râu đứt sần sạt luôn các nhá. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu đấy. Đây em cạo râu nó đứt sần sạt như này rất là thích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, cạo qua một tí mà râu nó ra đầy luôn các bác này. Đó, râu ra đầy các bác này. Đó. Thì con này bên shop bán cho các bác sẽ là 90.000. Ngoài ra thì các bác có thể mua kèm cả màng cả lưỡi nữa. Cái màu vàng này sẽ là màng này và cái phần này sẽ là lưỡi này. Đấy, về nhà các bác có thể tháo ra như này. Tháo ra như này để mình thay rất là dễ dàng thôi. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác chỉ cần sập vào như em là xong. Đó, cả màng cả lưỡi như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho màng và lưỡi thì các bác có thể mua để mình kèm. Đấy, mua kèm. Hàng đựng trong hộp như này và có kèm cho các bác một cái chổi lau vệ sinh như này. Đấy, lên trên là máy cạo râu Zandu nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con máy cạo râu Zandu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Con này 130.000 thôi. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhá, công suất cực khủng luôn. Cắm thì các bác chỉ cần trong vòng 30 giây là đã là nóng dãy bỏng lên rồi. 30 giây là nóng bỏng dãy lên rồi các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy cạo râu Zandu như này, giá của nó sẽ con sấy tóc Philips như này giá sẽ là 130.000 nhá. Hàng của thương hiệu Philips cực kỳ ngon và chất lượng cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhá, 3.000W, hàng của Philips sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Giá của nó sẽ là 130.000.
lên mã giúp cho em đó là sấy tóc Philip nhá. Đấy, lên cho em là sấy tóc Philip này. Sấy tóc Philip giá của nó sẽ là 130k và sử dụng điện 220V nhá. Điện 220V đó, 130.000 sử dụng điện 220V. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái led pháo hoa nhá, led pháo hoa. Con này thì các bác có thể kết nối lên để mình sử dụng, để mình trang trí decor trong phòng ngủ, phòng khách, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, thì các bác ấy lên nó sẽ đẹp như này các bác này. Đấy, bên shop cũng bán rất là nhiều mẫu rồi. Đó, và các bác có thể tìm trên kênh đó là led pháo hoa nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là lên các bác gõ trên YouTube, các bác gõ là shop Phạm Huấn led pháo hoa là sẽ ra. Đó, 180k nhá. Con này thì các bác có thể kết nối để mình kết nối qua app để mình sử dụng được luôn. Đó, nó cũng rất là tiện, kết nối qua app qua điện thoại để mình sử dụng nhá. Đó, giá sẽ là 180.000 rồi, ok. Đấy, em sẽ review cái led pháo hoa thực tế cho bác xem luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ba lô du lịch nhé. Con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải chống nước nhé. Vải chống nước rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, chỉ có 130.000 thôi. Kích nước của nó thì dài là 40, rộng 20 và cao 20 nhé. Đấy, rộng 20, cao 20. Đó. Thì kích thước của nó sẽ là cơ bản như vậy. Và con này thì nó sẽ là thuộc dạng túi vuông, cho nên các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, có dây đeo cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là một cái dây đeo con này, một cái dây đeo ở trong này. Đấy, dây đeo bản cũng rất là to luôn, thoải mái cho các bác sử dụng luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 40 x 20 x 20, thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đó, và túi của nó là thuộc dạng túi vuông như này, túi vuông. Bên trong thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ nhá. Một ngăn phụ như này, và ngăn này có cái bóng chống nước này. Các bác có thể điện để điện thoại giấy tờ rất là ok này. Đó, và nó sẽ là một cái ngăn to bự như này. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn để các bác đựng giày nhá. Đây, ví dụ một đôi giày các bác tống vào đây chưa? Một đôi giày tống thẳng vào đây. Đấy, và cái ngăn này nó cũng là dạng ngăn giấy bóng như này thì nó chống nước rất là tốt và sạch sẽ. Thì ví dụ các bác đi du lịch mà mình mang thêm, mang theo giày dép các thứ thì nó rất là ok nhá, rất là thoải mái cho bác sử dụng. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là ba lô du lịch nhá, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, khi mình cho đồ vào thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, một hình hộp vuông như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này. Và ở bên hông này của nó thì nó sẽ có cho các bác là thêm một ngăn này, bên hông này một ngăn để các bác đựng những cái đồ chai nước các thứ linh tinh vào đây. Đó, và bên này sẽ là một ngăn nữa, kèm cho các bác một cái lỗ xỏ để các bác xỏ vào ba lô này, cái lỗ xỏ này để xỏ vào cái vali kéo này. Đấy, và bên này nó sẽ là hai ngăn phụ nhỏ này, hai ngăn phụ nhỏ nữa nhá. Đấy, một ngăn này các bác có thể để chai nước và các thứ linh tinh, và một ngăn phụ nữa đây. Đấy, cũng là rất là tiện dụng luôn. Đó, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch giá sẽ là 130.000. Kích thước của nó sẽ là 20 này. 20 x 20 x 40. Đấy, 20 x 20 x 40. Đó. 40 nhá. Dài là 40 x 20 x 20. Đó. Lên xem là ba lô du lịch này, ba lô du lịch nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con ba lô du lịch như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút bụi ống nhá. Hút bụi ống thì nó sẽ là một con hút bụi như này, các bác có thể mang lên xe ô tô này hoặc dùng ở nhà rất là tiện. Máy hút cực kỳ là khỏe luôn, có đèn con này. Đấy, hút cực khỏe luôn. Đấy, đây em sẽ hút thử cho các bác xem cái con điện thoại như này. Một con điện thoại của em khỏe như này mà hút này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác yên tâm rồi. Một con điện thoại khoảng hơn 2 lạng như này. Đấy, mà nó còn hút được là các bác biết rồi. Con điện thoại của em là hơn 2 lạng nhá, hơn 2 lạng mà nó hút rất là ngon luôn. Đó, thì khi bác tháo ra chỉ cần đẩy cái lẫy này ra là xong. Đó, sau đó thì mình xả rác ra rất là tiện này. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái ống nối dài này. Đấy, rồi đầu chổi đầu trước các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầu chổi đầu trước đầy đủ cho các bác luôn. Đầu chổi đầu kết nối như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 260.000 cho một cái bộ hút bụi ống như này. Các bác lên trên hút bụi ống nhá. Nó có một cái ống dài như này. Công suất của nó sẽ là 120W này, 120W. Đó. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi ống nhá. Đó. Hút bụi ống này, đó. Hút bụi ống giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 bao sim tận nhà. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh. Con này thì giá của nó chỉ có 50.000 trong cái vòi cam xanh này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có màu cam và màu xanh và chia ra làm hai đường nước nhá. Chia ra làm hai đường nước như này và nó lệch tay nhau cho nên các bác dùng rất là thoải mái. Và nó sẽ có đầu gen xoáy và các cái lẫy như này để các bác có thể kết nối được với các cái đầu vòi xịt nước khác rất là tiện luôn. Đấy, có đầy đủ cho các bác như này các bác này. Có gen thì các bác kết nối với các cái đầu nguồn nước khác. Đây.
gen xoáy này các bạn này. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Rất là tiện cho các bác luôn. Chia ra làm hai đường nước nhá. Đấy, chia hai đường nước luôn rất là tiện. Và chân kết nối của nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21. Rất là tiện cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Cái gen này của nó sẽ là thuộc dạng gen phổ thông. Vòi nó sẽ có hai màu, một cam và một xanh. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh này. Vòi cam xanh giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một em vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn lau bếp này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một bịch như này bao gồm là 10 chiếc nhá. 10 chiếc bao gồm cho bác là 10 chiếc luôn. Một mặt thô và một mặt mịn như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên đã cho em là khăn lau bếp. Giá thì gửi tới các bác chỉ có cho các bác là một cái khăn lau bếp như này, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một bịch này bao gồm 10 chiếc luôn nhá. 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp. Giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dao vân gỗ nhá. Giá sẽ là 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Dòng này thì các bác biết rồi. Nó sẽ là một dòng dao siêu bén cho các bác nhá. Một dòng dao siêu bén. Đây. Nguyên con này đựng trong một cái hộp cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan nhá. Seki Japan made in Japan cho bác này. Đấy, cán thì bo như này, cán bo như này. Chiều dài của nó khoảng 30cm nhá. Đây. Đấy, dao thì siêu bén cho bác luôn nhá. Dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai như này mà nó còn dọc được là các bác biết rồi. Đó. Còn dọc giấy thì nói chung là em này thì nó chấp hết luôn các bác nhá. Hàng siêu bén cho bác luôn. Đây, một cái tờ giấy mủn mảnh như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Đấy. Dao rất là bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn nhá. Đấy, siêu hạt rẻ cho bác luôn. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Một con dao vân gỗ như này, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dao thái vân gỗ nhá. Đấy, lên theo là dao vân gỗ rất là đẹp và sắc bén này. Đây, vân của nó sẽ là thuộc dạng vân gỗ như này các bác này. Vân gỗ này, hàng của thương hiệu Seki này, made in Japan này. Đấy, cán chuôi các thứ đều là hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, rất chất lượng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. 130.000 nhá, chiều dài của nó khoảng 30cm. Đấy, khâu đầu khâu đuôi hết, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, khi các bác nhận được hàng nó sẽ là một cái con dao đựng trong hộp như này. Siêu chất lượng và xịn sò cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên xem là dao vân gỗ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đường dây dẫn ống hút nước này. Đấy, và một cái đầu vòi như này. Một cái đầu vòi bằng inox như này. Đấy, một đầu vòi bằng inox như này nhá. Đấy, một đầu vòi bằng inox như này. Về nhà các bác lắp vào cái chậu rửa cho em, sau đó thì kết nối với cái, các cái đầu dây này vào. Đó, như trên hình này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, kết nối như trên hình như này nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Đấy, hút nước rửa bát, giá của nó chỉ có 70.000 thôi. Đó, lên cho em là hút nước rửa bát này. Đó. Hút nước rửa bát, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một cái hút nước rửa bát như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Nó quá là hay luôn, thay vì để cái chai nước rửa bát ở trên ấy, vừa không đẹp mà lại không tiện lợi, thì cái vòi dẫn này trông nó sang xịn mịn hơn hẳn ấy. Lắp cái này cũng dễ lắm, chỉ cần lắp cái vòi kia vào cái lỗ ở trên trong. Đây là cái phần dây dẫn của chúng ta cho một đầu vào trong cái chai nước rửa bát, cuối cùng là lắp cái đầu còn lại của dây vào vòi là xong. Rất là easy luôn, chúng ta đã có một cái vòi để bơm nước rửa bát rất là xịn. Thử luôn cho mọi người. Đấy, rất là ngon nhá. Rửa bát người ta thiết kế cái lỗ này mà các bác để không thì thật là uổng phí. Các bác mua ngay bộ hút dầu rửa bát này về. Nó phải trong góc bếp của các bác vừa gọn gàng, tiện nghi hơn. Được sử dụng can dầu to cũng giúp tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Giời ơi, chậu rửa bát người ta thiết kế cái lỗ này mà các bác để không thì thật là uổng phí. Các bác mua ngay bộ hút dầu rửa bát này về. Nó phải trong góc bếp của các bác vừa gọn gàng, tiện nghi hơn. Được sử dụng can dầu to cũng giúp tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Đấy, lên mã cho chuyện hút rửa bát, giá chỉ có 70.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy mài dao này. Đấy, hàng thì cực chất cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy mài này, kèm thêm cho các bác là cáp cắm đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối cho em với nguồn điện nhá. Con này nó sử dụng trực tiếp điện 220V cho em, cho nên nó rất là tiện nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em và mình tiến hành mình mài thôi. Đây, cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, máy đang chạy không nhá, máy đang chạy này. Đấy, đây em sẽ đưa cái con dao vào em mài cho bác xem này. Đây nhá. Đấy, đây các bác này, rất là tiện luôn nhá các bác này. Đấy, đây có theo mài té lửa luôn các bác này. Đó, mài rất là tiện các bác này. Đó, đây nhá. Đó, mài như này các bác mài này xem này. Đấy, các bác trông nó té lửa ra chưa. Đó, rất là tiện luôn, thì các bác có thể đưa vào mình mài này xem. Máy thì chạy tương đối là khỏe và êm nhá. Đó, đưa này mình mài xem này. Đấy, các bác thấy không, đây. Đấy, rất là ngon nhá. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một viên đá mài nữa này để các bác mài này. Đấy, em mài con dao dọc giấy này nó rất là bén luôn nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là máy mài dao. Con này sử dụng điện trực tiếp điện 220V nhá. Điện 220V.
bao gồm cho bác là công tắc đóng hắt này và một viên đá mài ở ngoài để các bác có thể mài phụ này. Đó, và rất là nhiều các chi tiết đi kèm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Dòng này của nó thì cắm điện trực tiếp luôn, không cần phải dùng lấy ổ cắm USB nữa, mất công nhá. Lên cho em là máy mài dao, giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác lên cho em là máy mài dao này. Máy mài dao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con máy mài dao như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lấy giấy tai các bác nhá. Các bác lên cho em là lấy giấy tai này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ lấy giấy tai như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 2 4 6 món nhá. Bộ này sẽ bao gồm cho bác là 6 món như này. Các bác dùng để mình lấy giấy tai này rồi vệ sinh tai rất là ok luôn. Đó, chọn bộ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 30.000 cho một cái bộ lấy giấy tai này thôi nhá. Đấy, lên cho em là bộ lấy giấy tai này, giá của nó sẽ là 30k nhá. Bộ lấy giấy tai inox nhá. Đấy, bộ lấy giấy tai inox giá sẽ là 30.000. Tại vì bên shop còn cái máy lấy giấy tai nữa cho nên là lên cho em là lấy giấy tai inox nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, 30.000. Lên mã giúp cho em là lấy giấy tai inox nhá. Đó, lấy giấy tai này, đó, lấy giấy tai inox. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một em lấy giấy tai inox như này, rất là tiện dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác là sản phẩm đó là cái nạo dứa nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên để nạo dứa này, nạo dứa gọt dứa rất là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 nhá. 20.000 cho một cái nạo dứa như này, rất là tiện luôn. Thì các bác gọt dứa xong các bác chỉ cần lấy cái này mình đẩy mắt đi là xong nhá. Lên theo là nạo dứa, giá của nó sẽ là 20k. Đó, các bác lên theo là nạo dứa này. Nạo dứa, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một con nạo dứa như này nhá, 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là cọ lưng hai mặt nhá. Cọ lưng hai mặt giá của nó sẽ là 30.000 cho một con cọ lưng hai mặt như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái mặt bằng cước như này và một mặt bằng kia cũng là bằng bông cước nhá, bằng bông cước và một mặt bằng cước như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Lên cho em là cọ lưng hai mặt này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một con cọ lưng hai mặt như này. 30.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy đánh trứng nhá. Qua lên cho em là máy đánh trứng này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhá. Về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ và là mình sử dụng thôi. Giá của nó sẽ là 30.000. Đó. Lên cho em là máy đánh trứng, giá sẽ là 30k không kèm pin nhá. Đấy. Các bác lên cho em là máy đánh trứng này. Đó. Máy đánh trứng giá của nó sẽ là 30k và không có pin nhá, không pin. Đó, không pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá sẽ là 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt kéo các bác lên cho em đó là cái này mình lên là kéo tròn này bao nhiêu nhỉ, các bác lên cho em là kéo tròn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho một con kéo tròn như này. Con này ở đây thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có thể tháo rời nhá, thép của nó là thép không gỉ nhá, rất bền bỉ và chắc chắn luôn. Có cái phần khuyết như này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Tiếp theo là các bác có thể dùng để mình mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này, vân vân và vân vân luôn. Đấy, rất là đẹp và rất là chất luôn. Con này thì các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Có cả cái phần nhám như này để các bác đánh vảy cá nhá. Có phần nhám này để các bác đánh vảy cá luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo tròn nhá, kéo tròn 130.000. Lên cho em là kéo tròn này, đó, kéo tròn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã kéo tròn như này. Lên cho em là mã kéo tròn giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng chổi đen này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh ở các cái phần khe kẽ này. Nó sẽ là một cái dòng cước cứng như này nhá và nó rất là nhỏ. Thì các bác vệ sinh các cái vùng khe kẽ này, chậu rửa này. Đấy, chậu rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là tất cả khu vực nào các cái phần khe kẽ mình cần phải đưa vào mình kỳ cọ. Và nó cái vị trí nhỏ này các bác đưa vào vệ sinh cho em. Lên cho em là chổi đen nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho mã chổi đen như này. Lên cho em là chổi đen này, đó. Chổi đen giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 cho một mã chổi đen như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về tới bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Các bác lên cho em là xịt hơi này. Con này thì các bác lắp vào bình xịt hơi để mình xịt xì khô đấy. Xì khô sửa xe hoặc là các bác xịt lá, xịt liếc đều được. Nó là dòng xịt hơi nhá. Lắp vào máy hơi nhà mình. Đó, dọn hết luôn, để cái đồ đồng lại. Lên mã cho em là xịt hơi, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một con xịt hơi như này. Lên cho em là xịt hơi nhá, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em xịt hơi như này. Em này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong
các cái công việc như là rửa rồi xịt rửa vệ sinh. Đấy, xịt bằng hơi nhá. Xịt gió, xịt giếc các bác có thể có quai đeo như này, rất là tiện này. Lên cho em là xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái đèn cúc áo nhá. Lên cho em là đèn cúc áo. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này thôi. Đấy, siêu sáng cho bác luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất là sáng luôn. Đấy, con này thì em không dám nhìn thẳng vào mắt đâu, nhìn thẳng vào là nó sẽ rất là bị lóa luôn các nhá. Đấy, siêu sáng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 40k cho một con đèn cúc áo như này thôi. Con này các bác có thể dùng cài móc khóa này và bật bia được luôn. Đa di năng có kèm một cáp sạc nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, giá thì bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con đèn cúc áo như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con dao siêu tầm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng AK. Các bác lên mã giúp cho em đó là dòng dao SA78 nhé. SA78. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là SA78 nhé. Giá của nó sẽ là 280.000. Nó sẽ là dòng dao siêu bén cho bác luôn. Bình của nó thì dày trên 1 ly nhưng mà nó rất là bén các bác này. Đây. Đấy, các bác nhìn em dọc cái tờ giấy này. Một cái tờ giấy bóng mà dọc còn ngon như này là các bác biết rồi. Đấy, dòng này của nó thì nó phải gọi là bén của bén luôn nhé. Đấy, dao thì mình lại rất là dày nhưng mà rất là bén nhá. Đúng là dòng dao Mỹ của nó thì khỏi thôi rồi luôn. Đây. USA các bác này, USA này, Colombia USA này, SA78 nhá. Lên mã giúp cho em là SA78, chiều dài của dao thì nó vào khoảng là 30 cm. Dao mũi nhọn như này, dao mũi nhọn như này và rất là đẹp cho các bác luôn. Có một cái bao vải bố như này nhá. Bao này sẽ là bao vải bố nhá. Đó. Thì lên cho em là SA78, giá sẽ là 280.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. SA78, giá sẽ là 280k. 280k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. SA78. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng cho em lại lên video để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mũi vít hàng của thương hiệu Dewatt nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Dewatt thế này. Thì bên shop có 3 mẫu. Mẫu ngắn, mẫu nhỡ và mẫu dài. Đấy, mẫu ngắn, mẫu nhỡ, mẫu dài. Đấy, mẫu dài đây gần hết rồi này, báo đi. Đấy, ngắn, nhỡ và dài như này thì nó sẽ có 3 mẫu như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Dewatt và mũi của nó là mũi PH2. PH2 tức là một cái dòng mũi rất là phổ thông và dùng được gần như tất cả các loại vít luôn. Đấy, mũi này nó sẽ là dòng mũi phổ thông, dùng được tất cả các loại vít nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, thì con ngắn này sẽ là con ngắn nhất này là 10.000, con nhỡ này là 15.000 và con dài là 25.000. Đấy, thì các bác lấy mẫu nào thì lấy bao nhiêu thì lấy các bác nhá. Đó. Các bác lên trên em đó là mũi vít Dewatt nhá. Đấy, mũi vít Dewatt. Lên cho em là mũi vít này. Đấy, mũi vít Dewatt nhá. Mũi vít Dewatt. Dewatt, đó mũi vít Dewatt. Ngắn thì sẽ là mũi ngắn của nó sẽ là 10k, 10k. Mũi nhỡ thì sẽ là 15k nhá, nhỡ là 15k. Và mũi dài thì sẽ là 25k. Con mình này nó thù mình đấy. Đây, ngắn đây, ngắn nhất thì con này khoảng là từ 4 cm nhá. Con này khoảng 4 cm này. Đấy, con ngắn này khoảng 4 cm này. Tiếp theo là con nhỡ này thì nó vào khoảng là 8-9 cm này, 8-9 cm nhá. Và con dài này thì nó vào khoảng là 14-15 cm. Đấy, nôm na là nó có 3 loại như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đầu bắn tôn nhá, đầu bắn tôn này, con này hàng cực kỳ xịn sò cho bác luôn. Đó, con này sẽ là đầu tôn phổ thông, 40.000 cho một con đầu tôn như này. Con này thì độ từ hít cực kỳ là cao luôn nhá. Đấy, con này nó sẽ có từ hít rất là cao luôn như này. Đó, từ hít rất là cao và hít rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái mũi vít tôn như này nhá. Các bác lên cho em là đầu bắn tôn, giá sẽ là 40.000. Đó, đầu bắn tôn này. Đầu bắn tôn nhá. Đó, đầu bắn tôn giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con đầu bắn tôn như này nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 một em đầu bắn tôn như này các bác này. Đấy, 40.000 cho một em đầu bắn tôn nhá. Đó. Tiếp theo thì một số cái mã thanh lý trong ngày hôm nay này. Đấy thì bên em còn hai cái móc khóa này. Thì con móc khóa vuông này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Hôm nay thanh lý cho bác cái giá là 10k cho con móc khóa vuông này nhá. 10.000 cho con móc khóa vuông này. Đó. Tiếp theo là con móc khóa tròn này, cũng còn con móc khóa tròn này còn một con nữa này, còn một con nữa này. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 5k cho một con móc khóa tròn như này này. Đấy, 5.000. 5.000 cho một con móc khóa tròn như này nhá. Và còn hai quả bóng
hai quả bóng hai màu này. Đấy, bóng này công suất của nó là 3W nhá, và có màu cam và màu hồng này. Còn hai quả duy nhất này cũng thanh lý nốt cho các bác với giá là 5k trên một quả nhá. 5.000 trên một quả bóng 3W như này. Đấy, đuôi của nó là đuôi xoáy nhá, có màu hồng và màu vàng này. Các bác có thể mua về để decor trang trí đây. Đấy, 5.000 một quả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái quận thiếc này. Quận thiếc thì đây em còn một quận nữa này, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là thôi, con này không bán nữa. Đấy. Tiếp theo là còn một cái bánh xe không này, còn một cái bánh xe như này. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15k nhá. 15k trên một cái bánh xe như này các bác này. 15.000 trên một cái bánh xe như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên trên là bột thông cống nhá. Con này thì dùng siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, đường ống cống rãnh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, tất cả các vị trí này. Đấy, các bác bị nó bị ví dụ như là nó bị tắc nghẽn này, hoặc là bị các cái tình trạng là ứ động này, thì các bác đổ cái bột này vào cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng thông cống cực mạnh luôn. Giá sẽ là 25.000, lên cho em là thông cống nhá. Đó, lên cho em là thông cống này. Đó, thông cống. Giá của nó sẽ là 25k trên một lọ như này nhá. 25.000 trên một lọ thông cống như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Qua lên trên là bột thông cống 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Lên mã giúp cho em là viên thả bồn cầu. Một hộp này của một gói này của nó thì bao gồm là 10 viên nhá. Đấy, 10 viên và con này thì nó rất là nhiều công dụng luôn. Một gói là 10 viên như này, về nhà các bác chỉ việc là thả vào cái bồn cầu cho em là xong. Mới đầu thì các bác thả cho em 2-3 viên, còn sau đó thì các bác cứ dùng cho em 1 tháng 1 viên, 1 tháng 1 viên. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thả bồn cầu nhá. Thả bồn cầu này. Đấy. Thả bồn cầu giá thì sẽ là 15k nhá. 15k trên một túi nhá. Lên cho em là túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một túi này nhá. Công dụng thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm và diệt khuẩn. Giá thì chỉ có 15k thôi. Công dụng thì cực kỳ đặc biệt cho các bác luôn. Sạch, thơm, diệt khuẩn các bác nhá. Đó. Giả, nước sẽ có nhà vệ sinh trải nghiệm viên thả bồn cầu giúp bạn không phải tẩy rửa nhà vệ sinh mỗi ngày. Thả một viên vào bồn nước rồi nhấn xả, nước sẽ có màu xanh, khử mùi, khử khuẩn, ngăn sự hình thành của vi khuẩn, tỏa ra mùi hương tươi mát. Một gói có 10 viên, mỗi viên dùng 1 tháng. Nếu bạn không muốn tẩy rửa nhà vệ sinh mỗi ngày thì nên dùng em này. Trải nghiệm viên thả bồn cầu giúp nhà vệ sinh lúc nào cũng có mùi thì phải làm sao? Chỉ cần dùng một viên thả bồn cầu này, thả một viên vào trong bể nước, nó sẽ tan trong nước và tạo dung dịch tẩy rửa màu xanh. Thành phần gồm axit và chất khử khuẩn, giúp tẩy sạch các chất cặn bẩn và tiêu diệt vi khuẩn. Ngoài ra còn có chất tạo mùi nên nhà vệ sinh lúc nào cũng thơm mát. Mỗi gói 10 viên, dùng từng viên. Đấy, rất là tốt cho bác luôn nha. Tiếp theo thì bột thông cống. Đấy, thì cái bột thông cống này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một chai nhá. Đấy. Về nhà thì các bác đổ trực tiếp lên. Em mệt quá mọi người ạ. Đấy, các bác này. Không thoát nước em cứ bị nghẹt liên tục, gây mùi khó chịu. Nhưng mà khi biết đến bột thông tắc cống này, cứ phải gọi là tuyệt cả là vời luôn nhá. Tắc bồn cầu, tắc bồn rửa, tắc cống thoát nước nhà tắm, mọi rác thải, chất bẩn ứ động trong hệ thống đường cống đều bị loại bỏ hoàn toàn chỉ trong vài giây. Không chỉ loại bỏ rác thải mà còn đánh bay vi khuẩn gây mùi khó chịu. Đấy. Siêu an toàn lại còn vô cùng sạch sẽ nữa. Những ai quan tâm thì có thể tham khảo phía bên dưới nha. Em mệt quá mọi người ạ, cống thoát nước em cứ bị nghẹt liên tục, gây mùi khó chịu. Nhưng mà khi biết đến bộ thông tắc cống này, cứ phải gọi là tuyệt cả là vời luôn nha. Tắc bồn cầu, tắc bồn rửa, tắc cống thoát nước nhà tắm, mọi rác thải, chất bẩn ứ động trong hệ thống đường cống đều bị loại bỏ hoàn toàn chỉ trong vài giây. Không chỉ loại bỏ rác thải mà còn đánh bay vi khuẩn gây mùi khó chịu. Siêu nhanh, siêu an toàn lại còn vô cùng sạch sẽ nữa. Đó, thì các bác có thể dùng cái chai bột thông cống này cho em để thông bồn tắc nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bồn chậu rửa các thứ, ok luôn. Lên trên là bột thông cống nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai thông cống như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên trên là bóng dây nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái sợi dây như này, bao gồm cho các bác là một sợi dây dài 10m, kèm thêm cho các bác là 20 quả bóng nữa. Đó, 20 quả bóng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 các bác nhá. 330.000 cho một cuộn dây bóng như này, bao gồm là cả dây và cả bóng nữa các bác nhá. Đó thì em sẽ giới thiệu qua thôi, hôm sau em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con cưa lách nhá. Cưa lách giá thì chỉ có 40.000 trong con cưa lách như này thôi. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Con này thì cưa cực kỳ là ngon luôn. Các bác có thể cưa cây cành, rồi cưa cây bonsai, rồi cưa gỗ các kiểu rất là ngon luôn. Chiều dài của lưỡi thì vào khoảng là 25cm nhá. Chất của nó thì gọi là chất thép trắng nhá.
thép trắng này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, rất là ngon. Và giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là cưa lách nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách hàng nội địa của Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là cưa lách nhá. Đó, cưa lách này. Lên cho em là cưa lách, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một em cưa lách như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Các bác lên cho em là bộ lục giác này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 đầu tất cả nhá. 9 đầu tất cả. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan. Đó, bộ lục giác 7 màu thép CRV này. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. 90k nhá. Đấy. Đầu của nó sẽ là dạng đầu bi như này nhá, sẽ là dạng đầu bi như này. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, rất là tuyệt vời nhá. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. Hàng của thương hiệu Tajima. Đấy, Tajima made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, các thông số của nó đây các bác nhá. Hàng của thương hiệu Tajima made in Japan cho bác luôn. Đấy, lên cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu này. Lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái liếc mài dao kim cương nhá. Liếc mài dao kim cương, hàng của nội địa Nhật các bác này. Hàng nội địa Nhật, lên mã cho em là liếc mài dao kim cương Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Giá của nó sẽ là 130.000, chiều dài của lước thì vào khoảng là 28 đến 30 cm nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần là cầm con dao mình liếc qua liếc lại như này, hoặc các bác có thể liếc như này, liếc như này, hoặc là các bác có thể liếc đảo hai tay như này, hoặc là tay các bác cầm con dao và tay này các bác đảo như này cho em này. Đó, liếc như này cho em. Đó, liếc như này cho em. Đó, thì con dao nó rất là nhanh bén luôn. Chất liệu của nó là được mạ kim cương nhá. Lên cho em là liếc mài dao kim cương. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con liếc mài dao kim cương như này. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, mài dao rất là bén. Và giá thì rất hợp lý nhá. Các bác có thể mua về để mình dùng trong gia đình mình, hoặc là các bác làm thợ làm nghề cũng được. Làm thợ làm nghề thì mua cho em con này sử dụng rất là ok. Lên cho em là liếc mài dao kim cương. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con liếc mài dao kim cương như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái khò ga trắng nhá. Các bác lên cho em là khò ga trắng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con khò ga trắng như này. Lên cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50k nhá. Khò ga trắng 50.000. Đó, con này thì rất là tiện dụng luôn. Và nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động như này. Rất là tiện. Đó. Lấy cho anh cái khò ga đại. Khò ga trắng giá sẽ là 50k nhá. Con này thì sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Đầu lõi bên trong dẫn lửa này đều bằng đồng hết này, cho nên là chịu nhiệt rất là tốt và đánh lửa rất là ngon. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop có cái khò ga loại to này. Đấy, cũng là hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này thì nó sẽ là hàng to. Đấy, đầu đồng của nó này. Đấy, hai con thì nó khác nhau hoàn toàn. Hàng to hơn thì chất lượng hơn và độ chịu nhiệt tốt hơn. Đấy, dùng bền bỉ hơn. Đấy các bác nhá. Và tất cả đều là đánh lửa tự động và có điều chỉnh ga nhá, có điều chỉnh ga. Có điều chỉnh ga như này, ga to nhỏ điều chỉnh ở đây. Đó, và giá thì con khò ga đại này thì các bác lên cho em là khò ga đại nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Đó. Khò ga đại này. Khò ga đại giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k cho con khò ga đại như này. Hai con này thì đều là đánh lửa tự động nhá. Hai con này đều là đánh lửa tự động hết này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đồng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng bằng đồng như này, bằng đồng đúc như này, đồng đúc liền khối. Con này dùng thì bền bỉ nhưng mà yếu điểm của con này thì không có đánh lửa tự động, cho nên về các bác phải tự mồi nhá, tự mồi. Đấy, cũng lắp chân, các cái chân ga này thì nó đều là chân ga như nhau thôi, chân ga như nhau thôi, cho nên là các bác lắp được hết nhá. Đấy, ba cái loại chân này nó đều như nhau hết. Nó chỉ khác là, nó chỉ khác mỗi cái là nó chất liệu khác nhau và mỗi cái đầu nó khác nhau thôi. Con này thì đúc 100% bằng đồng, dẫn lửa rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đồng, giá sẽ là 90.000 nhá. Khò ga đồng này. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một em khò ga đồng như này. Các bác lên cho em là khò ga đồng, giá sẽ là 90.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cà lê đỏ nhá. Các bác lên cho em là cà lê đỏ.
Đấy, cà lê đỏ, lên cho em là cà lê đỏ này, nó sẽ là màu đỏ như này và nó sẽ có 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 8 đầu với 8 cái kích thước khác nhau. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là 8, 10, 10, 11 và 13 này. 8, 10, 11, 13 này. Và một đầu bên này nó sẽ là 14, 16, 17, 19. 8, 10, 11, 13 và 14, 16, 17, 19. Tức là nó sẽ có 8 đầu trong một cái cà lê như này. Tức là các bác dùng 8 trong 1 luôn. Đó. Lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu nhá. Cà lê đỏ 8 đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá. Đấy, cà lê đỏ 8 đầu, giá sẽ là 100k. Đó. Cà lê đỏ này 8 đầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con cà lê đỏ 8 đầu như này. Đấy, lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, giá sẽ là 100.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này hết à. Đó là cái kìm chết của Mỹ nhá. Các bác lên cho em là kìm chết Mỹ này. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Crosman. Đấy, Crosman USA này, kìm chết của Mỹ nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ này. Con này hết rồi. Hết rồi. Lên cho em là kìm chết Mỹ. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này. Đó. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt gia đình nhà mình hàng ngày. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tốp nhá. Kéo tốp này. Kéo cắt cành tốp như này. Con này thì em lên nó là kéo tốp và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con kéo cắt cành tốp như này, thép SK5 không gỉ như này nhá. Đấy, có đa như này các bác có thể dùng để về mình làm vườn này hoặc là cắt cây cắt cành hoặc là cắt dây thép cũng được. Đấy, cắt dây thép cũng rất là ngon luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 cho một con kéo tốp như này thôi nhá. Đấy, giá thì chỉ có 45k cho một con kéo cắt cành tốp như này thôi. Lên cho em là kéo tốp nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Đấy, 45.000 cho một em kéo tốp như này. 45.000 thôi nhá. Đấy, và các bác còn được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa này, được kèm thêm một cái lò xo nữa. Lên mã giúp cho em đó là kéo tốp nhá. Đó, kéo tốp. Giá của nó sẽ là 45k. 45k trên một em kéo tốp như này nhá. 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con kéo tỉa 20 nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20 này. Đấy, một con kéo tỉa dài 20 cm, cho nên là bên em gọi nó là kéo tỉa 20. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn con này. Đấy, con này các bác dùng để cắt cành tỉa dăm, tỉa giếc thì rất là ok luôn. Cắt cành tỉa dăm nhá. Đấy, cắt cành tỉa dăm rất là ngon. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một con kéo cắt cành tỉa dăm như này. Đấy, kéo lên cho em là kéo 20 nhá. Kéo 20. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo 20 nhá. Đấy. Lên cho em đó là kéo 20 này. Đấy, kéo 20. Kéo 20 giá của nó sẽ là 40k nha. 40.000. 40.000 trên một em kéo 20 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con vít V24 nhá. V24. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con V24 như này giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con V24 như này nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ vít như này, bao gồm cho các bác là 24 chi tiết này. 24 chi tiết và một đầu vít như này nhá. 24 mũi vít, một đầu vít. Cái này thì nó sẽ có nam châm từ hít luôn nhá. Có nam châm từ hít luôn. Đấy, và các bác chỉ cần đẩy bên này là cho em là xong này. Đấy, đẩy bên này cho em là xong. Đó là cái đầu này nó sẽ có xoáy nhanh luôn nhá. Đầu này sẽ có xoáy nhanh cho các bác này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là V24 nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một bộ V24 như này. 80k cho một bộ V24 như này nhá. Đấy. Đây, các cái đầu vít, đầu viết của nó này. Rất là ngon lành cành đào luôn và giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là V24, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái bộ V24 như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, làm thợ làm nghề sửa chữa. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này và kèm thêm cho các bác là một cái hộp nhôm này, một cáp sạc này, một dây đeo móc khóa đầy đủ này. Con này các bác có thể đeo lên cổ được này, dây dài đeo lên cổ thoải mái này. Sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm thêm cho các bác là một chức năng là thứ nhất là đèn sáng này. Đấy, đèn của nó thì rất là sáng luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có chế độ là sáng trắng này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính này và nhấp nháy đỏ báo động này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có tính năng bật lửa thì các bác mở cái nắp này lên cho em. Và ở đây thì nó sẽ có cái hình hình thuốc lá này, các bác giữ lì này cho em.
giữ lì cho đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy bác thấy không? Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một lần là nó sẽ tắt. Khi bật thì có cái hình thuốc lá này, các bác sẽ giữ lì cho em này. Đấy là nó sẽ lên nhá. Đấy nó sẽ lên đỏ như này. Và khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp một lần là nó sẽ tắt luôn để các bác có thể châm thuốc lá này, mồi lửa này. Lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn hộp nhôm như này. Đó, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Đó. Rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nha. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất màu nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này. Bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này. Cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn. Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ không nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm vào trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí đề co ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy.
Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá, LED ngọc. Con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá, 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này. Nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này. Và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhá, rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi. Lên cho em là LED ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con LED 5m nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5m và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con LED ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con LED ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con LED pháo hoa này cũng vậy nhá. LED pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các nhá. Đây. Con LED pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con LED 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, LED 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là LED 5m nhá. Con LED 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? LED 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, LED 5m là 80.000, còn lại là con LED ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ LED như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá.